kính không? À ai có cái cả cái kính ở đây nhỉ? Thôi, kính gì cũng được. Ừ, đừng, 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 đừng. Hello mọi người, hôm nay mọi người đừng để ý mặt của Linh nhé, bởi mặt của em hôm nay không có sợi mi nào cả. Hello everybody, hôm nay thì Linh sẽ lên toàn mã hot cho mọi người thôi. Và vẫn nói khi là Linh sẽ trên 400 view thì Linh sẽ mở bán hàng nhá. Và mọi người ơi, mọi người, cái livestream này toàn đồ mới luôn, và cả toàn đồ hot ý. Linh nhá cho mọi người xem trước bản thân mới nhá. Đây này, toàn mới toanh ở trong túi đây này. Hôm nay sẽ lên toàn bộ mẫu mới cho mọi người. Có mẫu đen trắng luôn. Nhưng mà đây là set. Đây là yếm. Có yếm đây. Hello mọi người. Vẫn như mọi khi nhá, trên 400 view bắt đầu bán hàng ạ. Hello các bạn đợi Linh có lâu không? Hôm nay thì lên mộ một xíu, chắc lên mộ khoảng 20 phút ạ. Mọi người ơi, nếu mà mọi người không được gọi chốt ạ thì chắc là tại vì hết hàng rồi ấy. Hoặc là comment tại livestream của các bác bị ẩn bởi vì lực tương tác không có đủ, hoặc là các bác chưa chia sẻ để chốt đơn nhá, thì các bác sẽ không có đơn hàng nha. Mọi người lưu ý nhá, là mỗi lượt comment đặt mua hàng của mọi người đều phải đi kèm 3 lần chia sẻ cho Linh nhá. Mọi người không chia sẻ là không có đơn đâu ạ, mọi người nhớ điều đó nha. Hôm nay thì mặt em kinh quá. Hôm nay mặt Linh không có mi mọi người ơi. Bác ơi. Tình cảm bác với em đi xuống nhiều quá. Mọi người ơi, bây giờ là 500 view rồi và Linh sẽ bắt đầu bán hàng nhá. Đây là mã K1, đây là K1 và giá của nó tại livestream là 299k nhá. Giá niêm yết của sản phẩm này ạ là 450 nha mọi người, sale tại livestream còn 299 nhá. Ai lấy mã này thì comment cho Linh là K1 kèm số điện thoại nhá. Mã ra giảm siêu hot mọi người ạ. Hơn một tuần rồi mới về nha mọi người ơi. Linh sẽ ghi một bình luận về thông tin sản phẩm để cho mọi người đỡ phải hỏi nhá, bởi vì thực ra cái lúc đầu như thế này thì có rất là nhiều người mới vào. Đây là mã K1 nha mọi người, đây là mã K1 nhá. Giá của nó là 450, sale còn 299 này. Sale 299. Chấm than. Mọi người hãy nhớ nhá, hãy lưu ý là tự chốt đơn cho mình bằng cách chia sẻ livestream này 3 lần nhá, sau mỗi comment đặt mua hàng nha mọi người ơi. Đây là K1 nhá, và giá của nó là giá tương tác tại livestream là 299k. Giá niêm yết tại cửa hàng là 450k nha mọi người. Tức là mọi người qua cửa hàng thì sẽ mua với giá 450 nhá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tại livestream là Linh bán hoàn toàn với giá tương tác, nên là mọi người phải tương tác với em để mua hàng với giá tương tác nhá. Và chúng ta tương tác với nhau bằng cách nào ạ? Chính là các bác hãy chia sẻ cái livestream này 3 lần để tự động chốt đơn hàng của mình nhá. Các bác đừng hỏi Linh là tại sao, vì sao mà không đọc đơn hàng chốt cho bác, hoặc là tại sao lại không đọc chốt cho bác. Thì Linh cũng xin trả lời luôn là bởi vì Linh không biết là những ai đã được chốt hàng ạ. Bởi vì Linh ở đây Linh like, Linh nhìn thẳng vào màn hình chứ Linh không có nhìn vào hệ thống. Mà hệ thống thì sẽ chỉ chốt đơn cho những ai đã chia sẻ livestream, tức là khách hàng đã đủ lượt tương tác ạ, để mua hàng với giá tương tác nha mọi người. Nên mọi người lưu ý nhá, là sau mỗi lượt comment đặt mua hàng mọi người hãy nhớ chia sẻ 3 lần cho Linh nhá. Nếu không thì vài hôm sau ấy các bác đừng nhắn tin cho Linh là Linh ơi tại sao đơn hàng của chị giờ vẫn chưa được gửi và vẫn chưa có ai gọi để chốt. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các bác làm gì có đơn mà chốt ạ. Mọi người hãy lưu ý nha. Đây nhá. Đây là mã K1 này mọi người lưu ý nhá. K1 là 299k tại livestream và giá niêm yết tại cửa hàng là 450. Còn đai da của Linh là không đi kèm với sản phẩm này nhá. Đai da thì không đi kèm với bất kỳ một sản phẩm nào cả, và giá bán của nó là 150 nhá. Linh đảm bảo luôn đây là đai da thần thánh. Chất bản siêu đẹp 100 cái giống nhau cả 100 cái nha mọi người ơi, và giá của nó rất là yêu thương, chỉ có 150k thôi. Beo 150 mọi người ơi. Cái gì đây ạ? Ủa chất lần này về đẹp hơn bao nhiêu? Chẳng hết sao? Mọi người ơi, nguyên set nhá. Nguyên set cả đai da là 299.
99 cộng 150 nha mọi người. Ai lấy áo comment là K1, còn ai lấy đai da comment là đai da, còn ai lấy cả K1 cộng đai da thì comment K1 cộng đai da kèm số điện thoại Linh nhá. Mọi người ơi, hôm nay thì mọi người đừng có để ý vào đôi mắt của em nhá. Bé Thu không cho bật kính. Mọi người ơi, nếu mà các bác đã đứng chốt đơn thì xin chắc sẽ gọi ngay cho ngày mai mọi người ạ. Không để đến ngày kia đâu ạ. Nếu mà những ai mà ngày mai ấy, đặt hàng mà không được chốt đơn ấy, thì mọi người hãy nhớ inbox lại cho shop nhá. Và mọi người lưu ý là sau mỗi comment đặt hàng của mọi người đều phải đi kèm 3 lần chia sẻ nha. Mọi người ơi, K1 chỉ chốt cho khoảng tầm 30 bác vì hàng này đã về và chỉ đủ trả nợ đơn. Và ngày hôm nay sẽ chỉ còn khoảng tầm 30 chiếc để chốt đơn cho các bác thôi các bác nhá. Nên là sẽ còn khoảng tầm 10 bác nữa được chốt K1 rồi mọi người. Mọi người lưu ý là toàn bộ đơn hàng ở trên livestream bán với giá tương tác. Vì thế các khách hàng nào mua hàng ở trên livestream này, mọi người hãy chia sẻ livestream này 3 lần mọi người nhá. Nếu yêu thương nhiều hơn thì có thể chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà tối thiểu là 3 lần ạ. Mọi người ơi, những trường hợp mà không được gọi là có hai lý do. Một là comment của mọi người bị ẩn, hai là mọi người không có nghe điện thoại mọi người ạ. Nên là tất cả những khách hàng nào đã để lại đúng cú pháp thì đều được chốt đơn vào ngày hôm nay nhá. Hôm nay thì bên mình đã gọi điện hết rồi. Lên trường hợp này là trường hợp bị ẩn rồi mọi người ạ. Mọi người ơi, đây là K1 nhá, giá 450 sale 299 tại livestream nha mọi người. Comment nhanh nhất có thể nhá, bởi vì là mẫu không còn nhiều đâu. Từ lại đến giờ thì Linh cũng thấy là chốt được khoảng 20 cái rồi ấy. Và Linh chỉ chốt cho 10 người cuối cùng nữa thôi nhá. 10 người cuối cùng thì qua luôn mãi nha mọi người, bởi vì mẫu này là về để trả hàng ấy, thì còn dư khoảng mấy chục cái thôi, nên là lên like bán nốt cho mọi người ấy. Bởi vì thực ra là em thấy mọi người đợi cái mẫu này đã rất là lâu rồi. Cái mẫu này nha mọi người, cái phần cổ của nó ấy rất là sâu nhưng mà không hề hở nữa, nên mọi người có thể kéo ra thành cái form trễ vai rất là xinh này, hoặc là không thích thì mọi người có thể để bình thường. Đây, cái phần cổ nó rất là sâu nhưng mà kiểu nó rất là kín ý, nó không hở ạ. Trần Linh Linh ơi, bạn có thể inbox lại cho shop nhé. Trường hợp đặt 3 chiếc mà chưa được gọi là sợ bị ẩn comment rồi. Thế là bạn hãy inbox lại cho shop sớm luôn, bây giờ cũng được nhá. Đây là điện thoại nhất. Bác Linh Phạm, bác Hằng Đặng, mọi người ơi, mọi người lưu ý nhá. Bởi vì số lượng hàng của nhà Chit Chat ở trên live là số lượng có hạn thôi, nên là để mình được chốt đơn sớm thì mọi người sau khi mình ưng thì mình nhớ comment liền mọi người nhá. Người Minh ơi, bạn hãy inbox cho shop nhá. Mẫu này là free size dưới 65kg. Chất liệu lụa mọi người ơi, nó sẽ hơi bóng một xíu nhá. Em này là lụa cao cấp mọi người ạ. Trường hợp mà chưa điện thoại là có hai lý do. Một là các bác không nghe máy, hai là trường hợp comment của các bác bị ẩn nên là nó không xuất hiện trên hệ thống ấy mọi người ạ. Chứ còn tất cả những đơn hàng mà đặt hàng ở trên livestream mà đúng nguyên tắc là chia sẻ 3 lần và comment đúng cú pháp là mã hàng kèm số điện thoại thì đều được chốt đơn mọi người nhá. Đai da là 150.000, đai da không kèm với váy nào mọi người ơi. Hơn 60kg mà thoải mái cho Linh nhá, mã này của Linh 65kg vẫn vừa nha mọi người ơi. Đây là K1 nhá, cỡ auto dưới 65kg là vừa nhá. 65kg là cân nặng tối đa để vừa cái mã này. Và ai lấy mã này comment cho Linh theo cú pháp K1 kèm số điện thoại, mã sản phẩm và số điện thoại và trên cùng một dòng nha mọi người. Sau đó đi chia sẻ livestream này 3 lần đi để tự chốt đơn hàng cho mình nha. Ok, bác Như Ngọc ơi, xe kèm beo đơn hạ sốt mọi người không nhá. Áo riêng của Linh là 150, sale còn 299k tại livestream. Còn đai da là 150k nha mọi người ơi. Không, cái đai da này bởi vì nhà Linh bán rất là rẻ nhưng mà nó cũng không đi kèm với bất kỳ một sản phẩm nào nha mọi người. Nhưng mà bởi vì nhà Linh chỉ bán mỗi một cái đai này thôi, nên là Linh sẽ đảm bảo cho mọi người là nó thắt được tất cả với các váy áo của nhà Chit Chat nhá. Hôm nay mọi người đang quên chia sẻ rất là nhiều đấy ạ. Tức là ấy ạ, đang có rất là nhiều người đặt hàng nhưng mà chưa chốt hàng cho mình nhá. Tức là các bác chưa tự lên đơn ạ. Các bác chỉ mới comment cú pháp đặt hàng ở đây thôi, chứ thực ra là các bác vẫn chưa có đơn hàng trong hệ thống nhá. Mọi người lưu ý là sau mỗi comment đặt mua hàng thì mọi người phải đi chia sẻ 3 lần để tự chốt đơn hàng cho mình nhá. 40kg không rộng bác ơi, 40kg nhưng mà gần như Linh này. Linh là 47kg nhưng mà người Linh rất là chắc khoảng tầm 42-43kg thôi. Sao đặt áo này? Mọi người ơi, áo này thì đợt trước là hết hàng hôm nay mới về ấy, nên là em nghĩ là nếu mà chưa gọi thì chắc là bác đặt lại ở livestream này đi ạ. Hoặc là mọi người đang đặt hàng mà không có chia sẻ livestream ấy, tức là các bác vẫn chưa có đơn hàng đâu nha mọi người, lưu ý giúp Linh nhá. Ôi, mình gửi mẫu này nhé, mặc bị trùng. Ok mọi người ơi, Linh sẽ để cho mọi người một phút cuối cùng để chốt cái mẫu này nhá, bởi vì thực ra Linh thấy từ nãy giờ là cũng quá tải 30 cái rồi. Em có thấy Thu Hương rồi ạ. Em cảm thấy tất cả mọi người nha. K1 đầm beo đẹp ớt, đây là đầm da rắn mọi người.
hot trend của năm 2018, hot trend của mùa lạnh năm 2018 mọi người ạ. Bắt đầu từ cái lúc mà trời bắt đầu se se một cái là cái họa tiết da beo và da rắn là nổi lên như cồn luôn. Và nhà sĩ chat thì luôn bắt kịp trend mọi người ạ, luôn bắt kịp xu hướng nhá. Thắt lưng, mọi người ơi, cái đai của Linh đang thắt ý ạ, là đai dai nhá. Và giá của nó là 150k nha mọi người. Linh đảm bảo với mọi người là form đai dai của nhà sĩ chat thì 1.000 cái giống nhau và 1.000 cái nhá. Kimo tay ngắn có về nó không mát? Kimo tay ngắn còn nhiều không ạ? Hết rồi. Lần sau sẽ like cho mọi người vừa về Bắc Thu hẹn rồi đấy ạ. 1m65 không ngắn mọi người, Linh là cao trên 1m60 đấy ạ. Mà mặc nó đang bị thành váy ấy. Thì mọi người có thể là 1m65 thì vẫn mặc thành váy bình thường một tí. Đây này mọi người nhìn Linh mặc nhá. Là nó gần đến đầu gối lận. 44kg cao 1m47 mặc thoải mái bác ơi. Mọi người ơi, đây nhá, Linh hướng dẫn một chút về cái cách thắt đai da nha. Đây nhá, đặt đai lên này, mọi người nhìn sau nhá. Sao lại có thể bị cộm được nhớ, Linh không hiểu. Đây nhá mọi người nhìn này, đấy, đặt lên đằng trước nhá. Mọi người lưu ý là thắt đai da chỉ thắt một vòng để cho cái form đai da được đẹp nhất nhá. Đây, thiết lại như vậy thì cái đai của mình nó sẽ không tuột, rất là xinh luôn. Mọi người ơi, 10 giây cuối cùng để chốt đơn nhá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ nha mọi người, Linh đóng order không chốt mẫu này nhá. Tini tay ngắn hết rồi ạ. Dạ. Đợi một tí nữa Linh sẽ qua mẫu siêu hot cho mọi người. Hôm nay Linh đảm bảo với các bác là toàn hàng hot luôn, mà đỉnh dã man luôn ấy. Mọi người ơi, bây giờ Linh sẽ lên một siêu phẩm nhá. Một em váy này có thể đi tiệc, đi chơi, đi làm rất là ok luôn mọi người nhá. Eo của mẫu cho 50. Đúng rồi, eo của Linh có hơn 50 thôi. Mọi người ơi, bây giờ Linh sẽ lên một siêu phẩm K2. Rất lâu rồi hàng này mới được về lại mọi người ạ. Vải vừa rồi là chất lụa Hàn Quốc cao cấp mọi nhá. Lụa Hàn Quốc cao cấp, chất lụa siêu mềm mịn. Nhưng ai đã nhận váy này rồi thì chưa từng một ai có phản hồi là không tốt về sản phẩm này cả. Mọi người ơi, mọi người vui lòng không phải là địa chỉ ở trên này mọi người nhé. Mọi người chỉ cần để lại số điện thoại thôi. Và mọi người ơi, lưu ý là hiện tại thì Cichat có up cái form mẫu, cái đơn hàng của Cichat ở trên fanpage. Nên mọi người lưu ý khi nhận hàng thì đúng form mẫu như thế thì mọi người hãy nhận hàng mọi người nhé. Tránh tình trạng mà bị các shop khác mạo danh sẽ gửi những sản phẩm không có đảm bảo mọi người ơi. Mọi người lưu ý là toàn bộ đơn hàng ở trên livestream với mức giá tương tác giảm hơn giá bán tại cửa hàng rất là nhiều luôn. Vì thế mọi người hãy chia sẻ cái livestream này tối thiểu là 3 lần mọi người nhá. Và nếu như mình yêu thương nhau nhiều hơn thì mình hãy chia sẻ nhiều hơn. Vải mặc thích lắm mọi người ơi. Tất cả những chất liệu của nhà duy nhất đều đảm bảo độ mềm mướt và thoáng mát. Mọi người yên tâm luôn mọi người nhá. Bây giờ em sẽ lên mẫu K2 mọi người ơi. Nếu như bỏ lỡ mẫu K2 này vô cùng tiếc mọi người nhá. Đã rất lâu rồi em này đã bị hết hàng nhưng mà vì quá nhiều những khách hàng mới chưa biết đến Cichat nên là Cichat đã cho restock lại mẫu này. Và ưng mẫu K2 ngày hôm nay là mức giá chưa từng được bán mọi người nhá. Áo kẻ vàng hôm qua hiện tại bên mình đang hết hàng Phương Ngân ơi. Hầu như tất cả các mẫu mà xong ở buổi live gần như là cháy hàng mọi người ạ. Nên mọi người ưng thì mọi người phải nhớ chứ là cảm ơn bác Vũ Nhi chia sẻ tới 6 lần luôn, là yêu thương gấp đôi luôn đúng không ạ. Mọi người ơi, đúng rồi. Mọi người cứ chia sẻ cái livestream này thì Cichat càng bán rẻ mọi người nhá. Một siêu phẩm K2 mọi người ơi. Rất là xinh luôn mọi người ơi, K2 này là một cái nó là một cái váy ấy mà mọi người vừa có thể đi tiệc hoặc là vừa có thể đi chơi nhẹ nhàng, đi dạo phố bình thường đều ok nhá. Nó có một khi mà các bác mặc lên ấy, không lẽ bác không cầm nhầm size M cho em rồi. Đây nha mọi người, đây nhá, khi mà các bác mặc lên nó như này, nó có hai size M đúng không ạ? Có L không ạ? Có hai size M nữa. Cân nặng tối đa vừa mẫu này cho Linh thì có thể là lên đến khoảng 67-68kg bởi vì form rất là rộng rãi thoải mái nha mọi người ơi. Sao chói quá vậy? Đây nha mọi người, rất là xinh luôn. Đây là K2, giá của nó tại livestream là 320 nữa. Sale từ bao nhiêu? Sale từ 380 còn 320 tại livestream nha mọi người. Cái mẫu này thì em thấy nó phải hết hàng khoảng một tháng rồi chứ không phải ít đâu.
mà mọi người rất là đợi chờ nó luôn. Nên là mọi người ơi, nếu mà các bác thấy mẫu này trong ngày hôm nay ạ, thì hãy nhanh tay mua luôn đi nhá. Bởi vì thực ra là nếu mà các bác không mua ngày hôm nay thì có thể là ngày mai nó không còn nữa rồi nha mọi người ơi. Đây rất là xinh luôn nhá, nhẹ nhàng, tình cảm. Đây là K2 và giá của nó là 320 nhá. K2 này giá 320 nha mọi người. Giá 320. Chấm than, chấm than. Có size ạ, có size cho người béo dài đến đầu gối luôn, Linh có rất là nhiều luôn. Mọi người ơi, em K2 này, em cảm ơn chị Hương Triệu Trần nhá. Em xin phép được ghi bình luận của chị nhá. Thực ra là tất cả những khách hàng feedback rất là yêu thương luôn ạ. Đó, em xin phép ghi, ôi trời. Mọi người ơi, K2 là một siêu phẩm sexy top như là này. Nền chất liệu đã được làm chất liệu dày hơn mọi người nhá. Nó sẽ hợp với thời tiết thu đông hơn. Phần lưng của nó sẽ kín đáo hơn phiên bản 1 mọi người ạ. Linh có thể vén tóc một xíu. Mọi người ơi, em sexy top phiên bản 2 này trên nền chất liệu dày hơn, hợp với thời tiết thu đông hơn. Nó sẽ không bị hở lưng như nền chất liệu 1 đâu mọi người nhá. Em này hôm nay sale chỉ còn 320.000 thôi ạ. K2 có đủ size M dưới 65kg mọi người nhá. Phong này mọi người điều chỉnh được phần eo bằng phần dây. Dưới 65kg 320.000 ạ. 320 nha mọi người, sale từ 308 còn 320 nhá. Và mọi người đừng quên nhá, việc của chúng ta để mua hàng giá tương tác là phải tương tác lại với Linh nha. Và mọi người hãy tương tác bằng cách chia sẻ livestream 3 lần sau mỗi lần đặt hàng nhá. Mọi người ơi, sale từ 380 còn 320 này. Siêu đẹp luôn mọi người ạ. Chất này hôm đợt này về đẹp gấp nhiều lần cái chất cũ luôn. Mọi người ai lấy mẫu này comment cho Linh là K2 kèm điện thoại nhá, 42kg 1m55 thì mặc được cả cửa hàng của Shishat luôn đi chứ ạ. Em cảm ơn tất cả các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã dành những cái feedback yêu thương cho em nha. Ok mọi người ơi, K2 nhá. K2 có 2 size SM và cân nặng tối đa vừa. K2 của Linh thì có thể là lên đến 67-68kg đều ok, bởi cái form này rất là rộng rãi, thoải mái. Và cái form này thì khi mà mùa đông ấy, các bác có thể khoác một cái áo da ở ngoài ấy, thì nó đã quá là tuyệt vời rồi ấy ạ. Mọi người ơi, mẫu của Linh ấy thực ra là không hề ngắn đâu ạ, bởi vì nó có rất là nhiều cái form dáng khác nhau. Linh thậm chí là có những cái chiếc quần nó dài đến đây này. Nói chung là cái mẫu mã thiết kế của nhà Shishat thì nó rất là đa dạng và phổ biến ấy, và rất là chú trọng những cái thiết kế mà nó có nhiều kiểu mặc nha mọi người ơi. Với cả quần này, váy này, rồi chân váy, rồi các thứ đủ thể loại thì nhà Linh đều có hết, từ váy mặc đi dạo phố đến váy mặc đi tiệc, các thứ thì đều có hết. Bởi vì thực ra là nhà của Shishat là tự lên mẫu và tự thiết kế, nên là rất là linh động trong cái đề tài mẫu mã nha mọi người ơi. Ok mọi người ơi, tin nhắn của mọi người sẽ có người check sau 9 giờ sáng ngày mai nhá. Và đây là K2. K2 giá bán tại livestream là 320 nha mọi người. Ai lấy mã này comment là K2 kèm số điện thoại nhá. Rất là xinh luôn. Bác ơi, có ai giống mình không, hơn chục mẫu vừng. Mọi người ơi, hiện tại thì shop có 2 địa chỉ là số 39 ngõ 10 Tôn Đức Tùng Hà Nội và số 26 ngõ 4 phố Hoa Lư mọi người nhá. Cảm ơn bác Thảo phun xăm này. Rất nhiều bác lại yêu thương Duy Nhất chia sẻ nhiều hơn cái lượt chia sẻ được yêu cầu đúng không ạ? Mọi người ơi, qua cửa hàng thì mình sẽ mua với giá nguyên giá giúp em nhá. Giá này là giá tương tác, tất cả những khách hàng ở trên livestream này đã tương tác, đã chia sẻ thì mới được mua với giá yêu thương mọi người nhá. Cái này á, cái này Linh ngực rất là bé nên mặc ngực đẹp, ngực bầu, ngực to thì sẽ mặc đẹp hơn thôi ạ. Không cần phải có ngực mặc đẹp đâu mọi người ơi. Thực ra là cái mẫu mã của nhà Shishat ấy rất là dễ mặc luôn, bất kỳ những cái chiều cao, cân nặng nào ấy cũng có thể đều mặc được nha mọi người. Xin quay sau chưa? Lấy hộ em cái đai da. Mẫu này thì đẹp cả trước cả sau luôn mọi người ạ. Rất là xinh, đây là váy nữa mọi người ơi. Mẫu này sale còn 320.000 mọi người nhá, 320.000 ạ. Thắt đai da cho mọi người xem nhé. Thắt đai da thì nó sẽ ra một cái form cá tính hơn ý. Và nếu mà cái cách kết hợp đai da thì mọi người nên đi tiệc này, hay là đi kiểu đi cưới, hay là kiểu đi em sinh nhật em các, được. Kiểu, các kiểu các kiểu. Bác Thủy Anh Đặng ơi, bác phải inbox lại cho shop nhá. Mọi người ơi, sau mẫu K2 này sẽ lên một siêu phẩm 199 nhá. Tất cả những cái khung giờ livestream của nhà Shishat thì luôn luôn có những sản phẩm mới được bán với mức giá chưa bao giờ có mọi người nhá. Nên mọi người hãy đừng bỏ lỡ cái cơ hội săn like của nhà Shishat nhá. Bởi vì sau like là hàng sẽ bị hết ạ. Quá là xinh hơn đúng không mọi người? Và mọi người đặc biệt lưu ý nhá, trong livestream của Linh thì có một điều đặc biệt là khi mà mẫu mã qua rồi là sẽ không bao giờ lên lại thêm một lần thứ hai nào trên một livestream cả. Nên là các bác khi mà thấy cái mẫu nào mà ưng rồi ạ thì các bác phải cào phím và đặt hàng luôn nhá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thứ nhất là anh sẽ không lên lại một sản phẩm hai lần trên một livestream, và thứ hai là sau ngày hôm sau ấy ạ thì hàng hầu như là hết hoàn toàn hàng những cái mẫu mã mà lên tại livestream rồi ạ.
Đây em bỏ đây ra cho mọi người xem nhá. Ai lấy mã này comment K2 kèm số điện thoại ấy nha. Mọi người em chốt được đúng 10 người cuối cùng nha, nên mọi người comment nhanh nhá. Nên các bác có vẻ hơi hiểu vì hôm nay là thứ hai đúng không ạ? Xong ngày làm việc mệt mỏi. hôm nay có áo vặt ra không Linh? Mọi người ơi, áo vặt ra thì khoảng 1 tuần nữa mới về. Nên hiện tại là xong một cái live stream nhà chị chắc mình nợ đơn chồng chất. Nên là hiện tại là chưa thể lên được cái mẫu đấy cho mọi người. Nhưng mà hứa hẹn mọi người nhá, là khoảng mấy hôm nữa thôi là nhà sĩ chắc có một siêu phẩm áo dạ còn đẹp hơn cái áo đấy luôn ý ạ. Mọi người hãy chờ đón nhá. K2 không có size L mọi người, bởi vì sao ạ? Bởi vì size M của Linh giới hạn cân nặng là 68kg mặc vừa rồi, nên là Linh không có sản xuất size L nha mọi người. Đây là K2, giá của nó là 380k và sale còn 320k tại livestream này nhá. Mỗi lượt đặt mua hàng ở đây đều phải đi kèm cho Linh 3 lần chia sẻ thì mới được đặt hàng nha, mới được chốt hàng nhá. Và mọi người lưu ý là mã sản phẩm và số điện thoại phải comment trên cùng một dòng nha. Lấy nịt ra, lấy đai ra comment cho Linh đai ra kèm số điện thoại nhá. Ai lấy đai ra comment là đai ra kèm số điện thoại, ai lấy K2 comment là K2 kèm số điện thoại. Còn ai lấy đai ra cộng K2 thì comment là K2 cộng đai ra kèm số điện thoại. Áo sơ mi ra giá Linh hết mất rồi mọi người ơi. Đấy, mã nào mà Linh qua là hết sạch hoàn toàn hàng luôn, nên mọi người ơi, nếu mà ưng mã nào thì chốt luôn nhá. Cực kỳ xinh luôn. Mã này thì mặc dù là mọi người nói là cái thiết kế ngắn tay ý, nhưng mà nó là tay lỡ, nên là những cái thời tiết mà hơi se lạnh một chút thì các bác vẫn có thể mặc ok. Hoặc là hôm nào mà lạnh quá thì các bác có thể khoác cho em một cái áo dạ vào nhá, hoặc là một cái áo cardigan vào thôi là nó cũng rất là đẹp rồi. Có váy đen trắng chưa sốt? Chưa, vẫn đang hết, đang đặt vải ạ. Đây ra, ok mọi người ơi, bắt đầu đến 10 giây cuối cùng để Linh qua mã nhá. Mọi người tiếp theo là siêu phẩm, Linh sẽ lên siêu phẩm 199k nhá. Siêu phẩm 199k và thiết kế lệch vai da beo nhá, mọi người hãy chờ đón siêu phẩm đấy nhá. Ok, 10 giây cuối cùng để mọi người đặt hàng nhá. Đai da giá 150k nha mọi người. Đai da của nhà Linh đảm bảo là bản chuẩn nhất thị trường và giá rẻ nhất luôn nha. Còn những cái loại đai da mà vài chục nghìn nhá thì mọi người hãy thử mua nó về và so sánh với cái chất lượng đai da của nhà Sixt xem là có một trời một vực không ạ. Ok, 10 giây nhá, Linh bắt đầu đếm này. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, Linh qua mã nha. Siêu phẩm 199k. Chân váy khóa. Váy ơi. Váy ơi. Ơ, nhưng mà váy đâu rồi ạ? Đây, không phải. Thế học chân váy chân gì? Không, không đẹp đâu. Đấy. Nhưng mà theo gì? Mọi người ơi, bây giờ Linh sẽ lên một siêu phẩm 199 mọi người nhá. Em này họa tiết hot hit và cũng chưa từng. Mọi người lưu ý là những cái siêu phẩm 199 ấy sẽ là một số lượng rất là vừa phải. Đúng rồi, một siêu phẩm chưa từng xuất hiện luôn mọi người ạ. Nhưng ai chưa chia sẻ thì hãy ok Bích Ngọc ơi, hãy inbox cho shop nhá. Mọi trường hợp hàng bị lỗi thì shop đều hỗ trợ đổi trả bạn nhá. Váy báo giờ. Váy báo nào, váy báo Hương Alice ơi, nhớ comment mã cho mình để mình tư vấn nhá. Phải có mã mình mới tư vấn được ạ. Mọi người ơi, mọi người trong lúc mình chờ qua mẫu mình nhớ chấm tương tác nhá. Chấm tương tác để comment của mọi người không bị ẩn đấy. Tại sao có rất nhiều khách hàng đang thắc mắc là bạn ơi, tại sao mình không được gọi chốt đơn? Đó là một trong những do mọi người không có tương tác lại với bên mình á. Mọi người cứ chấm này, bác Quân Minh này, bác Mai Trịnh này, bác Copy Green này, bác Nguyên Hồng này, bác Lưu Minh Nu này. Đó, các bác cứ chấm tương tác mọi người nhỉ. Một thao tác rất đơn giản là mình chấm tương tác với nhau thôi ạ. Váy đen trắng hôm qua bên mình cũng đang tạm hết hàng mọi người nhá. Mọi người lưu ý là số lượng hàng, mỗi một đơn hàng ở trên một line của nhà sĩ chất vô cùng lớn nhưng vẫn cháy hàng liên tục mọi người ạ. Đây là mình ưng mã nào ấy. Chị ơi, hàng chị chưa gửi à chị? Tất cả những hàng mà bên em chốt thì bọn em đều có gửi chị nhá. Có thấy bác Claire gì quay đấy. Còn bác nhà, em có thấy bác Nana Diễm nhá. Một siêu phẩm mang tên 199 với mã là K3 mọi người nhá. K3 nha mọi người ơi, đây là K3 nhá. Áo lệch vai da beo mọi người ơi. Với mã áo này thì mọi người mặc như thế nào ạ? Mọi người có thể kết hợp với cả chân váy này, quần short này, hay là quần jean, mọi thứ đều ok nhá. Và mọi người có thể mặc thả suông như này này, hoặc là có thể sơ vi đằng trước vào nhá. Sơ vi đằng trước vào. Sơ vi đằng trước hoặc là sơ vi tất cả nhá. Sơ vi tất cả vào. Chết rồi, cái váy của Linh hơi rộng bởi vì đây là size M. Mọi người đồng thu nhá. Đây nha mọi người. Đây là K3 và
giá của nó tại livestream là 199k nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K3 kèm số điện thoại nha mọi người. Mã này thì Linh chỉ chốt cho khoảng 30 người thôi nha mọi người. Hãy lưu ý là để mua mã sản phẩm với giá tương tác tại livestream là mọi người hãy nhớ là tương tác với bếp để mua với giá tại mua với giá tương tác nhá. Chốt là đúng 30 người thôi nha mọi người ơi. Mọi người inbox qua xin chat đi thì phải ngày mai sau 9 giờ thì mới có người chốt đơn ý, nên là mọi người thông cảm nhé, giờ này hết người chốt đơn mất rồi. Đây mọi người có thể buộc sang cái dáng này này, nhìn rất là xinh. Đó. Rất là xinh đẹp luôn. Mọi người ơi, mai sau 9 giờ mới có người check tin nhắn nha mọi người. K1 link hết nhá, K1 link hết. Sau mỗi mã tại livestream thì link đều hết hàng nha mọi người ơi. Chứ không còn hàng để mọi người chốt đâu ạ. Nên là khi mà nào mà các bác thấy mã nào ưng thì phải chốt luôn cho link nhá. Đây là K3 và giá của nó là 199k tại livestream nhá. Ai lấy mã này comment là K3 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Chốt cho đúng 30 người đầu tiên nhá. Đây là một cái dáng buộc mà Linh đã buộc cái áo vào ý. Còn mọi người có thể mặc với cả chân váy K4 nha mọi người. Linh sẽ thay cái đôi giày này ra. Váy lúc nãy bao nhiêu đấy Linh? Mọi người ơi, váy lúc nãy là 380 siêu còn 320 nữa. Ôi hôm nay mọi người đừng nhìn vào đôi mắt của em. Chân váy là 350 mọi người ơi. Linh sẽ đổi đôi xuồng cho nó đi với hợp với cái set này. Đây là K3 nha mọi người, hãy nhớ lưu ý là comment mã sản phẩm và số điện thoại trên cùng một dòng nhá. Ok, mọi người đợi một chút để em cởi cái đôi giày ra đã. Mọi người ơi, số lượng mà Linh đang mặc là K3 C199, số lượng không còn nhiều mọi người nhá. Em chỉ chốt cho 10 bác mẫu K3 này nữa thôi mọi người nhá. Qua mẫu là sẽ hết hàng mọi người ơi. Nếu như mình ưng ấy, với số lượng hàng có sẵn không có nhiều nên mình ưng thì mình phải comment nhanh mọi người nhá. Mọi người vẫn biết là hàng của nhà sĩ nhất luôn luôn cháy hàng đúng không ạ? Số lượng không còn nhiều đâu, hãy là người đầu tiên tạo lên xu thế mọi người ơi. Đây là một xu thế cực kỳ bắt chen với nền dáng hot trend, nền họa tiết hot trend. Nó tạo ra một siêu phẩm hot trend với mức giá thì không thể yêu thương được hơn mọi người ơi. 199k cho em K3 này mọi người nhá. Nếu như mọi người không mua em này thì cực kỳ là đáng tiếc luôn, số lượng không có nhiều đâu ạ. Rất là xinh luôn đúng không? Chân váy K4 đủ size SML mọi người nhá. Chân váy K4 đủ size SML và giá của nó là 350 nha mọi người. Còn áo nhá, áo giá sale tại livestream là 199k nha mọi người ơi. Chốt cho 5 người cuối cùng nhá, bắt đầu đếm ngược 5 người cuối cùng đi ạ. Mọi người hãy lưu ý nhá, là 5 người được nhận áo ấy ạ, tùy thuộc vào cái tốc độ đường mạng của các bác và cũng như là sự may mắn, cũng là sự tương tác của các bác đối với fanpage chat nhá. Và làm thế nào để chúng ta không bị ẩn comment ạ? Các bác hãy nhớ là bước đầu tiên là phải like fanpage, bước thứ hai là hãy chia sẻ livestream này sau mỗi lần đặt hàng nhá. Để làm gì ạ? Để comment của các bác đủ tương tác và sẽ không bị ẩn và sẽ được chốt hàng tại hệ thống nha mọi người. Link hôm trước là Link có dơ cái màn hình hệ thống cho mọi người để mọi người biết là hoàn toàn được chốt đơn ở hệ thống ý. Và trên nó có dòng chữ là những khách hàng đã đủ lượt tương tác ý, tức là những khách hàng đã chia sẻ sau mỗi lần đặt hàng nha mọi người ơi. Còn nếu mà không chia sẻ thì hệ thống sẽ không lưu đơn của mọi người đâu ạ. Đây là K3 và giá của nó là 199 tại livestream nhá. Giá niêm yết là 380k nha mọi người ơi. Nhưng mà mọi người ạ, ngày mai thì không còn là giá sale hay là giá không sale đâu, mà một cái cũng không còn nữa. Nên mọi người nếu mà ai thấy mẫu này trong ngày hôm nay là những người rất là may mắn, nên là mọi người nhớ nhá, là hãy comment cho Linh theo cú pháp K3 kèm số điện thoại nhá. Rất là xinh luôn. Wow. Đúng rồi, mẫu này của Linh là Freestyle nha mọi người. Mẫu da beo hot trend năm 2018 này. Còn chân váy là K4 nữa. Linh sẽ ưu tiên những bác nào mà đặt cả set nha mọi người ơi. Linh sẽ ưu tiên những bác nào đặt cả set nhá. Ví dụ mà kiểu như là mẫu ảo có ít thì Linh sẽ ưu tiên bác nào đặt cả set nha mọi người. K2 còn nha mọi người ơi. K2, ai lấy K2 comment cho Linh là K2 kèm số điện thoại nhá. Mọi người lưu ý nhá, mọi người lưu ý là sau mỗi comment đặt hàng mọi người phải chia sẻ cho Linh 3 lần nha. Đa xem mẫu này nhưng có xem Miko hết hàng hả bác? Sami đang hết hàng mọi người, phải đợi khoảng 2-3 hôm nữa mới về ấy. Và mọi người sắp có quần sóc cho mọi người rồi đấy. Dạ em đây ạ, mọi người gọi gì em ạ? Em có thấy tất cả mọi người nhá, em có thấy bác Hạ Phượng luôn. Set này giá bao nhiêu ạ? Mọi người áo là 199k và váy là 350 nhá. Ai lấy nguyên set comment cho Linh là K1, ai lầm, sorry mọi người, K4 cộng với K5 ạ? K3 với K4 kèm số điện thoại nhá. Trời ơi, bị ù tai. Có sale váy đây, váy đây mọi người, váy bán tại livestream là 350 nhá. Thực ra đây là nó là cái quần vạt váy đấy, rất là xinh luôn, kiểu nửa kín nửa hở ấy, mặc rất là sexy mà không sợ lộ hàng. Chân váy 350 mọi người ơi, chân váy 350 nhá. Linh ưu tiên những bác nào đặt cả set nha mọi người, ví dụ nhá. Còn ba cái áo ấy ạ thì Linh sẽ để cho ba người đặt cả set, ví dụ như thế.
Ok mọi người comment nhanh nhá, Linh sẽ để mọi người chốt hàng khoảng 1 phút nữa thôi rồi Linh sẽ qua mã. Rất là xinh luôn. Rồi ai bán giá áo đẹp như thế này với giá 199k? Em đố các bác đi đâu mua áo này với giá 199k được đó. Em nghĩ là 199k thì mình chỉ mua được những cái hàng ở chợ thôi. Nhưng mà mọi người ơi, với 199k hiện tại đang ở livestream của nhà Sichat và các bác đang mua được một món đồ thiết kế đấy ạ. Và mọi người ơi, em đảm bảo với các bác là mẫu này ạ mới chỉ có nhà Sichat có thôi nha mọi người. Nên là mọi người hãy là những người mua hàng thông thái nhá, sử dụng tiền của mình để sắm những cái sản phẩm ạ. Là gì ạ? Là hàng thiết kế và sẽ có giới hạn số lượng ra để làm gì ạ? Để mặc không bị đụng hàng nha mọi người. Hôm nay có bạn nào váy 199k mà hôm qua like cuối cùng không? Ui, hơn 100 đơn. Đang nợ hàng chồng chất các bác ơi, đang là con nợ. Bác Thu là con nợ lớn nhất miền Bắc. Cái báo, viết báo, tờ báo chứ không phải là ra báo. Em cảm ơn mọi người nhá. Đây là K3 nè mọi người. Ô, các bác ơi, nếu mà ai lấy cả set thì comment cho Linh là K3 cộng K4 kèm sửa điện thoại nhá. Bởi vì thực ra là các bác comment như thế ạ thì Linh cũng sẽ không biết được là các bác đặt cái gì. Bởi vì thực ra là ở cái livestream này thì còn rất là nhiều set nữa nha mọi người ơi. Hãy nhớ là comment là K3 cộng K4 nhá. Mọi người ơi, bộ của Linh đang mặc ạ là áo 199k và váy 350k nhá. Tất cả đều là giá tương tác nhưng mọi người phải tương tác với Linh để mua giá tương tác nhá. Và chúng ta tương tác với nhau bằng cách nào ạ? Mọi người hãy chia sẻ cái livestream này 3 lần cho Linh để mua hàng với giá sale nha. Váy 350 mọi người ơi, chân váy 350 thực ra nó là cái quần và váy ấy, mặc rất là gợi cảm luôn. Đấy, chân dài biên man 8m 65kg vừa thoải mái cho Linh nhá. Cả áo vừa không ạ? Áo 60 thôi nha mọi người, còn váy 65kg vừa thoải mái cho Linh bởi vì chân váy của Linh có đủ size SML nha mọi người. 40kg mặc áo vừa thoải mái cho em bác ơi, 40kg bác mặc được cả cửa hàng của Sichat luôn, không phải mỗi cái áo này. Mọi người ơi comment nhanh nhá, comment thật là nhanh nào. K2 vào muộn không biết thu. Mọi người ơi nếu mà các bác muốn xem lại nếu mà những cái mẫu nào mà qua rồi ạ thì các bác có thể coi lại livestream một tí nữa đặt nhá. Khi mà Linh kết thúc livestream ạ. Có thấy mình không, cả set K3 cộng K4. Ok, một set K3 coi vốn cho bác vốn nhỏ. Nhưng bác phải nhớ là bác hãy tự chốt đơn hàng cho mình bằng cách chia sẻ livestream này 3 lần nhá. Mọi người ơi, mọi người nếu như mà các bác ạ mà comment ở đây ạ, comment ở đây mã sản phẩm kèm điện thoại nhưng mà quên chia sẻ 3 lần thì là các bác chưa có đơn đâu nha. Bởi vì là những Linh chốt hàng của hệ thống ấy. Áo 199k mọi người, 380 sale còn 199k tại livestream nhá. Hello mọi người, đấy, nếu như mà các bác nào đã có mẫu này rồi ạ, đã mua mẫu này rồi, đã đặt với cú pháp K3 kèm số điện thoại và chia sẻ 3 lần rồi thì các bác hãy đi vào đây cho Linh một dấu chấm nhất để làm gì ạ? Để khi mà Linh lên siêu phẩm sau ấy, những cái siêu phẩm ví dụ chỉ có 10 cái, 15 cái thì các bác comment một cái là hệ thống có thể nhận được luôn. Chứ kiểu tránh cái trường hợp bị comment ấy mà những cái sản phẩm của mình thích ấy với giá rất là rẻ nhưng mà mình lại không có thể mua được. Mặc dù là đã comment đặt mua hàng rồi nha mọi người. Ok, 10 giây cuối cùng cho các bác chốt mẫu này nhá. Trời ơi, thực ra là luyến tiếc lắm nên mà cũng không muốn nợ hàng các bác nhiều bởi vì các bác sẽ phải đợi rất là lâu. Ok, Linh đếm ngược 10 giây nha. 10, chân 63kg phải cao trên 1m60 bác ơi. Bạn cũng thể comment đúng cú pháp là K3 cộng K4 nhá. Bạn đang comment lấy bộ này nhé. Mọi người ơi, mọi người hãy comment là K3 nhá. Linh đếm ngược 10 giây nha mọi người ơi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bây giờ Linh sẽ qua một mẫu hot hit mọi người nhá. Lại là một em váy lệch vai với mức giá thì vô cùng yêu thương. Mọi người ơi, mọi người đừng thắc mắc là tại sao mà đơn hàng không được chốt. Bởi vì có hai lý do như mình đã từng nói, đó là một là mọi người không có nghe điện thoại, cái thứ hai là comment của mọi người bị ẩn mọi người. Mọi người chưa tương tác lại với Sichat đây là cái khả năng mà cái comment của mọi người bị ẩn là vô cùng cao mọi người nhá. Vì thế để tránh tình trạng hàng đẹp mà mình lại không được chốt đơn thì mọi người hãy nhớ chia sẻ cái livestream này 3 lần. Những ai chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ 3 lần. Sau đấy mình quay vào đấy mình comment mọi người nhá. Nếu như mình chưa chọn được mã hàng nào của mình ưng ấy thì mình cứ chấm tương tác với bên em mọi người nhá. Trong những lúc mà Linh qua mẫu thì em nhìn thấy ai em sẽ chào mọi người nhá mọi người ơi. Bây giờ thì các bác có thể chấm tương tác được ạ. Mình chưa ưng mẫu nào thì mình có thể chấm tương tác mọi người nhá. Hoặc là chuẩn bị sẵn cú hát là K5 đi. K5 sẽ là một siêu phẩm. Giọng mình hơi bị ấy à.
Có thấy bác Bùi Tuyết ạ? Bây giờ em lên một siêu phẩm mang tên là K5 mọi người nhá. K5 ở đây hiện tại là 550 người đang xem. Em không cần quan tâm giá cửa hàng, giá ở trên live stream, giá ở trên live stream luôn luôn là mức giá yêu thương mọi người nhá. Mọi người đừng thắc mắc. Mọi người ơi, một em siêu phẩm K5. Em chưa kịp đọc. Siêu phẩm K5 ngày hôm nay ở trên live stream em sẽ bán với giá là 320.000 mọi người nhá. 320.000 ạ. 320 mọi người ơi, đầm lịch vai chân kính siêu hot của nhà em rồi. Em có thể đảm bảo mọi người nhá, nói điều mất lộc luôn ạ, là đây là một trong số những cái đầm mà hot nhất nhà em nhá. Thật ra là khi mà kể cả là không lên giá siêu tại live stream mà em lên nguyên giá thôi, là like xong trước sau cũng không còn hàng để bán nữa rồi. Mà mọi người ơi, hôm nay mọi người là những người rất là may mắn khi mà coi cái livestream này và thấy được cái váy này lên với mã sale. Nhưng bởi vì thực ra là váy này kiểu không hết hàng ấy ạ. Không hết hàng thì cũng kiểu như là cũng không được sale ấy. Nên là mọi người ơi, hãy tận dụng cái cơ hội may mắn của mình nhá. Comment ở đây cho Linh là K5 kèm số điện thoại nha mọi người. Đây là dây áo của Linh nhưng mọi người đừng để ý, Linh đang kéo nó xuống. Mọi người ơi, ai ưng mã này comment là K5 kèm số điện thoại nhá, kèm 3 lần chia sẻ ở Linh. Và đây là mã đầm lịch vai chân kính có đủ size SML nha mọi người. Cân nặng tối đa vừa mã này của Linh là 65kg nhá. Cực kỳ xinh luôn mọi người ạ. Set K3 bao nhiêu đấy bạn? Mọi người set K3 và K4 gồm áo 199k và váy 350k nhá. Trời ơi, tôi cứ bị ù tay quài. Mọi người ơi, K3 là 320 không phải là 250 nha. Linh sẽ thử thắt đai vào cho mọi người xem nhá. Khi mà cái dáng váy này thắt đai vào thì nó sẽ hợp để đi tiệc ấy. Rất là đẹp luôn. Em khuyên các bác lên lấy cái váy này bởi vì sao ạ? Bởi vì nó là cái đầm suông ấy nhưng mà nó lại là dáng đứng. Nên là khi mà các bác mặc cái váy này vào này thì cái chiều cao của các bác kéo lên rất là nhiều luôn. Ví dụ nhá, 1m5 nhìn như 1m6 mà 1m6 nhìn như 1m7 luôn nha mọi người ơi. Trả lời đi cho em đặt. Bác Hà Phương ơi, bác comment gì về ạ? Vừa lấy Linh thì đi vào thay đồ nên là Linh không có coi được comment của bác. Mọi người ơi, K5 nhá, sale còn 320 giá livestream nha mọi người. Bình thường cái đầm này của em không bao giờ sale luôn bởi vì thực ra để nguyên giá không có hàng để bán. Nhưng mà hôm nay là sale chuyên cho các bác ấy. Có đủ size nha mọi người ơi. Có đủ size nha. Linh đang mặc size S nha mọi người. Linh là 1m60 1m70 là auto mặc size S. Có túi nha mọi người ơi, có túi nhá. Rất là xinh luôn. Eo ơi, cá tính dã man luôn ấy. Quá đẹp. Trời ơi, nói cứ bị ù tai ấy. Mọi người ơi, em K5 này là lại là thiết kế lệch vai và nền chất liệu là đũi mọi người nhá. Siêu mà siêu mềm mướt luôn á. Nó nghịu hết cả rồi. 320k mọi người nhá. K5 đủ size SML dưới 68kg mọi người nhá. Bác Hà Phương hỏi gì hỏi lại cho Linh bạn bởi vì Linh vừa lấy vào thay đồ ấy. Linh không có coi được comment của các bác. Họa tiết nó là đuôi phối van phần gấu mọi người nhá. Phần gấu phối van và có điểm xẻ để tạo độ sexy. Hơi sexy một xíu thôi ạ. 60kg có chị ơi, có đủ size SML là auto dưới 68kg mọi người nhá. Đai da 150.000 là thiết kế của C-Chat mọi người nhá. Đai da chỉ có một cái form dáng duy nhất, một màu duy nhất và trên một cái nền chất liệu xuyên suốt của mấy nghìn chiếc đai da của nhà thiết đã ra thị trường mọi người ơi. Đây liên quan đằng sau nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn nhá. Bởi vì sao là lệch vai chân kính ạ? Mọi người nhìn ở dưới chân của nó đi. Rất là xinh luôn đúng không? Ai lấy mã này comment là K5 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Hãy là những người mua hàng thông thương Thái nó tận dụng khi mà cái sản phẩm đẹp như được sale rồi mọi người hãy xách nó về luôn nhá. Như vậy là vừa đỡ tốn tiền đúng không ạ? Nhưng mà vừa vẫn sắm được đồ đẹp, vẫn sắm được đồ ưng ý và chất lượng cao mọi người ơi. Linh đảm bảo với mọi người nếu hàng sale hay là hàng không sale của Sechat, của Sechat thì tất cả đều giống nhau nha mọi người. Giống váy hôm nay có đen trắng. Hôm nay có bạn đen trắng nhưng mà là màu đen nha mọi người đúng không? Em thấy Nhi vừa làm đen cam một hôm qua là mẫu nào ta? Baby ơi, bác có thể đợi khi mà Linh kết thúc livestream mới coi lại livestream lại một lần nữa nhá. Mọi người ơi, đây là K5 này và giá của nó là 380, sale còn 320 tại livestream nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K5 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Quay một vòng cho mọi người xem phong dáng nhá. Mặc cái mẫu này đây thì cực kỳ cao luôn và mọi người ơi, cái mẫu này ạ, mặc dù là rất là đơn giản, nó chỉ là một thiết kế lệch vai kết hợp với cả đầm chân kính thôi. Nhưng mà sao ạ? Các bác có thấy Linh mặc lên nó toát lên một vẻ gì đó rất là sang trọng không? Rất là sang trọng luôn đúng không?
nên là rất phù hợp cho các bác khi mà đi tiệc này, đi đám cưới này, đám hỏi này, rồi hay là thậm chí là tiệc sinh nhật. Chia sẻ rồi mà. Ok, em cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ livestream cho Linh nhá. Mọi người, mẫu này là giá 320 mọi người, sale từ 380 còn 320 nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K5 kèm số điện thoại cộng chia sẻ 3 lần để tự chốt đơn hàng cho mình nha. Chị coi lại không được chốt. Bác ơi bác, coi lại được chốt ạ. Bởi vì sáng ngày hôm sau ấy thì bộ phận telesale ấy sẽ lục lại đơn một lần nữa để xem có sót đơn nào không, thì khi đấy thì bác vẫn được sẽ được chốt hàng nếu mà mẫu nào còn nhá. 1m50 không dài bác ơi, 1m50 không hề dài nhá. Đây này, cái phần váy này của Linh ấy ạ, thì nó mới đến trên đầu gối thôi. Linh là 1m60, còn cái đầm chân kính ở dưới. Nếu mà bị bác cảm thấy bị dài thì bác có thể đi lên bớt một xíu, cũng không ảnh hưởng đến dáng váy cả. Em cảm ơn tất cả mọi người nhá. Bác Linh ơi, 1m50 1m50 mà không dài đâu bác ơi. Đây là K5 nhá. 1m50 thì mẫu này là Linh có thể mặc được ạ. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra là si chất là đồ thiết kế nên rất chú trọng đến cái việc mà dễ mặc cho mọi người. Bởi vì thực ra là đâu phải ai cũng cao đúng không ạ? Linh thực ra là 1m6 nhưng mà chân Linh rất là ngắn. Bởi vì Linh lưng rất là dài nhưng đến đây liền này. Đây là nhìn á, nhìn em kiểu 1m5 ấy. Bác Thu cá với em. Sau rồi cuối cùng bác Thu 1m54, em đứng cao hơn bác Thu như này thì là bác Thu phải công nhận em 1m60. thằng huy hoàng, thằng giòn giã. mọi người Linh sẽ không dơ lại bất kỳ một mẫu nào tại livestream đâu mọi người. Như vậy thì Linh luôn luôn nhắc mọi người là phải chốt đơn ngay khi mà thấy cái sản phẩm mà mình ưng ý, không thì lát nữa các bác có thể coi lại livestream và chốt hàng cũng được ạ. Mọi người hãy nhớ cái cách đặt hàng của nhà SiChat nữa, đó chính là các bác hãy comment cho em ở đây mã sản phẩm kèm số điện thoại, sau đó đi chia sẻ cái livestream này 3 lần cho Linh nhá, thì cái đơn hàng của các bác sẽ ngay lập tức được các bác chốt nhá, tự chốt đơn hàng cho mình luôn. Và mọi người ơi, hiện tại bây giờ hôm nay là các bác có vẻ hiểu ha, bởi vì thực ra là hôm nay thứ hai sau một ngày làm việc rất là mệt mỏi thì em nghĩ là hôm nay có thể là các bác ngủ sớm hơn ý. Hôm qua thì rất là dôm đúng không ạ, ngày cuối tuần các bác đều được nghỉ nên là rất là dôm luôn. Và mọi người ơi, hôm nay thì khá là xịt nên là Linh hôm nay sẽ làm thế nào để sơ sơ động hơn một tí nhá. Các bác ơi, các bác hãy chia sẻ cái livestream này đi nhá. Nếu như mà mắt view của Linh lên đến 600 thì Linh sẽ chia sẻ cho các bác một lọ nước hoa của Victoria Secret. Nhưng mà hiện tại là đang sale với giá là 250 nhá. Mùi cực kỳ thơm luôn mọi người, nước hoa hàng chuẩn ao luôn. Nếu mà các bác share lên cái mắt view đấy cho Linh thì Linh sẽ chia sẻ cái lọ nước hoa này cho các bác. Và cũng như là đường Linh để đặt cái lọ này luôn, bởi vì thực ra nó đang sale rất là rẻ, chỉ còn 250 thôi. Các bác có tin là một lọ nước hoa hàng hiệu với giá 250 không ạ? Đường Linh lên hãng phải đặt luôn lọ đấy. Đấy, một chút thông tin kiểu những cái gì mình biết thì là mình phải chia sẻ cho các tình yêu của mình. Ui thơm vô cùng luôn, Linh còn không nghĩ là nó sẽ kiểu thơm như thế cơ. Đây là K5 nha mọi người, đây là K5 nhá. Hello, đây là tất cả các bác. Các bác không cần phải alo đâu, các bác chỉ cần hỏi Linh thôi. Chị ơi có chân váy đen đuôi cá qua gối không ạ? Linh cũng không biết là váy nào nữa. Em ơi vào muộn. Mọi người ơi, lát nữa mọi người có thể coi lại livestream nhá. Đây là đầm lệch vai chân kính và Linh sẽ để cho mọi người 10 giây cuối cùng để chốt hàng nha. 10 9 8. Linh ơi K2 rồi mà chẳng thấy gì, là sao ta? Em không hiểu ý của bác ạ. 51kg vừa thoải mái á, đầm của Linh có đủ size mà mọi người, đủ size SML luôn. Chị ơi cho em xem đôi chiến binh với ạ. Giày thì Linh sẽ like vào cuối like nha mọi người ơi. Bắt đầu đếm ngược 5 giây cuối cùng mọi người chốt K5 này, qua mã là không lên lại nữa nhá. 5 4 3 2 1. Mọi người ơi, bây giờ thì Linh sẽ lên một siêu phẩm áo hot hit nhá. Phiên bản áo đen trắng lệch vai, nhưng hôm nay sẽ lên là đen đen. Đấy, với áo đầu tiên. Áo đầu kệ. Đó. Mọi người hôm nay sẽ lên một siêu phẩm áo mọi người nhá. Siêu phẩm áo 380.000, nhưng ngày hôm nay Linh có hôm trước có nói là mẫu này sẽ không bao giờ giảm giá, nhưng mà hôm nay mọi người nhá, chốt cho 20 bác đầu tiên. 20 bác đầu tiên chuẩn bị sẵn cú phát là K6 đấy ạ. Bởi vì Linh mà ra mẫu này chắc chắn là sẽ hết mọi người nhá. Mẫu này là một em siêu hot luôn mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người có thể kết bạn với Linh ở Facebook Trương Thùy Linh để bạn sẽ tư vấn về da và tư vấn về đồng hồ các thứ mọi người nhá. Còn hiện tại trên kênh là livestream của SiChat thì sẽ chỉ có quần áo thôi ạ. Mọi người ơi, K5 Thu Hà em chốt rồi nhá. Mọi người hãy lưu ý là những ai chưa chia sẻ thì hãy quay ra chia sẻ ngay này mọi người ơi. Mã này sẽ là mã rất là tiếc nếu như mọi người bị ẩn comment mọi người nhá. Mọi người ơi, đường link này sẽ được Linh chia sẻ ở trên Facebook cá nhân mọi người nhá. Mọi người hãy kết bạn với Trương Thùy Linh
để Linh sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mình đặt được cái set nước hoa giá yêu thương đấy mọi người nhá. Còn hiện tại Linh chuẩn bị lên một em K6 mọi người ơi. K6 là một em áo sơ mi mọi người ơi. Hôm nay sẽ bán với giá là bao nhiêu đây? Mẫu giá này, áo này sẽ bán với giá là bao nhiêu đây mọi người? Hôm nay em sẽ bán em này với giá là chỉ cho 20 bác thôi mọi người nhá, 380. Nhưng ngày hôm nay K6 sẽ bán là 280. Cho tất cả các tình yêu nào đã chia sẻ cái live stream này 3 lần mọi người nhá, 280.000. Mẫu này em sẽ được bán với giá 280.000 nha mọi người ơi. Sale từ 380 ạ. Sale từ 380 còn 280 nha mọi người. Cái mẫu này quá hot luôn rồi nên em không phải nói nhiều nữa mà mọi người đợi lên một chút nhá. Đây sẽ cài quy vào này. Đây. Rồi đi cho các bác xem form giá. Đây nha mọi người ơi. Ở dưới thì nó là cái đường sẻ nhá. Ok, mã này mình sẽ đọc chốt mọi người nhá. Mã này em sẽ đọc chốt cho mọi người này. Nhưng ai được đọc chốt hãy lắng nghe tên mình mọi người nhá. K6 bắt đầu chốt cho 20 bác mọi người nhá. Bác Minh Sang Nguyễn là bác đầu tiên. Mọi người với em này có giá là 380.000 ở live trước cũng có là bác Hao Nguyễn K6 này. Bác Cherry Vũ K6 này. Bác Huyền Trang em không chốt, ai phải đúng cú pháp mọi người nhá. K6 kèm số điện thoại ạ. Bác Lê Minh Thu em chốt rồi nhá. Đúng rồi, giống mẫu trắng mọi người ơi, nhưng phiên bản màu đen này hot hơn rất là nhiều luôn. Có thể thắt đai da vào một, tạo một cái dáng rất là ngầu mọi người nhá. Cả cuộc đời đi tìm đai da của Linh. Dành cả tuổi thanh xuân thì chỉ để tìm đai da. Đây rồi. Em chốt cho bác Minh Sang Nguyễn này, bác Christina này, bác Phát Trang này, bác Huyền Huyền này, bác Như Như này. Mọi người lưu ý là những cái mã hot này số lượng không còn nhiều, nên các bác nào đặt hàng chắc chắn nhận hàng giúp em. Và mọi người hãy để ý điện thoại chốt đơn hàng của nhân viên chăm sóc khách hàng này sẽ vào ngày mai mọi người nhá. Bác Hà Phương, bác Lưu Minh Thu, bác Thảo Phương này, bác Tròn Li Ti này, bác Dương Tuyền này. Trời ơi, hết 20 bác rồi bác. Bác Mai Loan Đặng này chắc khoảng tầm hơn 10 bác rồi đúng không ạ? Màu trắng hiện tại bên em đang cháy hàng mọi người ơi. Màu đen thì chưa bao giờ lên live lần thứ 2 đúng không ạ? Bác Thí Hai Công này, K5 là 320 ạ. Đây này là đơn thứ 3 của em đấy. Đúng rồi mọi người ơi, mua hàng nhà duy nhất chỉ cần mua đơn đầu tiên là sẽ có đơn thứ 2 và đơn thứ 3. Đó là một điều cam kết chắc chắn, một điều như thế luôn mọi người ạ. Tất cả trong sản phẩm nhà chất đều có một chất gây nghiện. K6 chốt cho bác Vân Nguyễn rồi mọi người nhá. 60kg chị bằng size M giúp em chị Minh Giang ơi. K6 chốt thêm 5 bác nữa thôi mọi người nhá. 5 bác nữa chốt K6 với giá là 280.000 ạ. Mọi người ơi comment nhanh nhá, bởi vì số lượng không có nhiều đâu mọi bác người. Bác lịch lỗi lạc K5 của K6 ok bác này. Cái này có size SM mọi người nhá. Chốt bác Thảo Nguyên đai da rồi nhá. Đai da 150.000 mọi người ơi. Đai da là chất liệu thiết kế của nhà xi nhất mọi người nhá. Chỉ cần buộc một vòng là sẽ có một cái độ chắc chắn của đai luôn mọi người nhá. Em đai này rất là bóng luôn, da rất là dày luôn. 63kg mặc size M giúp em ạ. Áo nha mọi người ơi, không phải là nguyên set đâu ạ. Quần của Linh đang mặc là giá là 250 nha mọi người. Có bán tại chi chat nhá. Ai lấy quần comment cho Linh là K7 kèm số điện thoại ạ. Mọi người ơi, đây là K6 nha mọi người. 20 giây cuối cùng mà mọi người chốt máy này, mọi người nhanh tay nào. Đây là K6 và giá bán của nó tại livestream là 280 nhá. Giá niêm yết tại cửa hàng là 380, nhưng mà mọi người lưu ý là mẫu này ạ, Linh không có bày bán tại hệ thống offline nhá mọi người. Mẫu này là để tri ân để cho các bác nhá. Mẫu này là lời cảm ơn của nhà chị chat gửi đến cho các bác sau bao nhiêu cái thời gian mà các bác ủng hộ nhà chị chat đến ngày hôm nay nha. K6 chất được rồi, kèm đai da chị nhé. Ok, bác Lưu Minh Thu comment nó Linh là đai da kèm số điện thoại cộng dồn đơn nhá. Mọi người đừng comment là tớ lấy đai da nhé, mọi người hãy comment nó Linh theo cú pháp là đai da cộng số điện thoại nhá. Bác nào có đơn rồi thì comment cho em thêm chữ dồn đơn ạ. Và Linh khuyên các bác là nếu mà cái đai da này thì các bác nên mua kèm theo một sản phẩm nào đấy, bởi vì thực ra là cái đai da là 150.000 này, nhưng mà tiền ship là 30.000 đấy, nên là các bác hãy là những người tiêu dùng thông thái. Ok này. Yến Nhung nha, chúc cho bác Yến Nhung rồi nha. Bác Yến Nhung. Ok mọi người ơi, mình sẽ qua mẫu này nhá. Mình sẽ qua mẫu K6 này. Hết rồi. Bây giờ sẽ là một siêu phẩm áo nữa mọi người nhá. Tất cả các siêu phẩm sẽ được lên dần dần mọi người ơi. Nhiệm vụ của chúng ta là ngồi đây kiểm tra ví tiền của mình, sau đấy quay lại chốt đơn hàng. Ok, mình sẽ lên một cái mẫu kia. Đó. Sơ mi hỏi lưng mọi người ơi, một siêu phẩm cho các tình yêu từ 40 đến 70kg nhá. Màu trắng này hiện tại đang cháy hàng rồi Thảo Phương ơi. Bị nghiện thật ý.
Bác Lịch lỗi lạc ơi, đó là ý kiến của rất nhiều khách hàng. Những khách hàng chỉ cần một lần tốn tiền nhà thiết thôi là sẽ bị nghiện luôn. Chốt cho bác Đội Yến rồi ạ. À, hôm nay là một ngày đầu tuần nên là mọi người có vẻ là hơi trầm lắng một xíu, nhưng thực sự thì lượng đơn vẫn đang nhảy từng giây một mọi người ạ. Mỗi một giây trên một livestream của Yến là sẽ có một đơn hàng phát sinh mọi người ạ. Vì thế là mua hàng ở Yến ưng mã nào thì phải comment liền tay mọi người nhá. Váy dài toàn thân vừa lên đời bác Hường ơi. Cho Măn Mơ ơi, hãy inbox ngay lại cho shop nhá. Hãy inbox ngay lại cho shop bạn nhá. Bây giờ Linh sẽ lên một mã áo với hai cách mặc dành cho các tình yêu từ 40 đến 70 kg mặc đều auto sinh mọi người nhá. Một siêu phẩm áo chất thô đuôi siêu mềm mọi người nhá. K7. Giá bán ngày hôm nay là bao nhiêu đây ạ? Em phát giá mọi người hãy mua ngay nhá. Tặng quà đi bác. Em phát giá luôn mọi người này. Không cần biết giá của cửa hàng là 380 nhưng ngày hôm nay ngày hôm nay em chỉ bán với giá là 200 bao nhiêu đây? 250.000 đi. Mọi người em bán hàng theo kiểu đồng móng mọi người nhá. Em không cần quan tâm đến giá, cái lợi nhuận đúng rồi. Chỉ cần là các bác tương tác với bên em 250.000. Cho em này là em K7. Đây là K7 nha mọi người. Và mọi người ơi, mọi người hãy cào phím K7 kèm số điện thoại đi ạ. Bây giờ thì Linh sẽ show cho các bác các kiểu mặc của cái váy này, áo đi nhá. Đây là một cái kiểu áo này mọi người, có form đằng sau dài như form đằng trước nhá. Và đằng sau có thiết kế hở lưng nhá. Đấy mọi người có thấy không ạ? Thiết kế hở lưng vừa phải, sexy vừa phải nhá. Nói chung là cái phần hở lưng này thì hở ít hay hở nhiều tùy thuộc vào mọi người, bởi vì nó là hai cái vạt bắt chéo với nhau ấy. Các bác kéo nó hở bao nhiêu thì nó hở bấy nhiêu nha. Đây là K7 và giá của nó là 250 tại livestream nhá. Mọi người coi kỹ cái mặt đằng trước đi. Mọi người coi kỹ cái mặt đằng trước thì nó là một cái mã sơ mi đúng không ạ? Và bây giờ thì Linh sẽ quay lại cái mặt đằng sau nó lên thì cho các bác xem nó là một cái dáng áo gì nhá. Mọi người ơi, mọi người lưu ý là 250.000 cho một em áo thiết kế. Với cái mức giá 250.000 thực sự chia sẻ, thật sự là khách hàng đi may ở bên ngoài thị trường tiền công nó cũng là tầm đấy rồi, chưa kể tiền vải. Nhưng với giá tương tác của nhà Sinh Nhát thì mọi người hoàn toàn có thể có những cái mức giá mà mọi người không bao giờ nghĩ tới đúng không ạ? 200. Giá của em này tại cửa hàng là 380 mọi người ơi. Tất cả những khách hàng nào đã qua cửa hàng ấy, mọi người hãy thông cảm với Sinh Nhát là trên nền tương tác của livestream nên là Sinh Nhát luôn bán với mức giá khác ở cửa hàng mọi người nhá. 200. Đó, đây là cách mặc thứ hai mọi người ơi, K7 cách mặc thứ hai mọi người ơi. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Quá xinh luôn mọi người ạ, xuất sắc. Mẫu này mà thắt đây ra thì các bác mê luôn. K7 em chỉ chốt cho thêm 20 người nữa thôi mọi người nhá. 20 tình yêu nào nữa comment thật nhanh mọi người nhá. 65 kg, mẫu này free size. Linh đang 47 kg nhưng 70 kg mặc cũng vẫn xinh mọi người nhá. Bác nào 70 kg mà bỏ qua em này là một sự đáng tiếc vô cùng lớn nếu như đã xem like rồi. K7 em sale còn đúng 250.000 mọi người nhá. Đây là cách mặc thứ hai mọi người ơi. Dáng của em này là phiên bản cổ đặc, cổ choker ở mặt sau nhưng mặt trước lại là cổ đức đúng không ạ? Thiết kế của nhà CS luôn có tính ứng dụng vô cùng cao và luôn có một sự sáng tạo trong cái phần thiết kế đa dạng trong cách mặc mọi người nhá. K7 chỉ nhớ chốt cho 10 bác nữa thôi ạ. Mọi người hãy nhớ là comment mã sản phẩm kèm số điện thoại trên cùng dòng nhá. Nếu không thì đơn hàng của các bác là không hợp lệ và sẽ không được chốt đâu ạ. Cái khoác mặc mà bị vẩy đằng sau là sao ta? Cái mặt này mặc vẩy đằng sau, các bác phải nhớ là phải cài cái khuy chân cùng vào cho Linh nhá. Mọi người ơi, thực ra thì bán hàng là việc làm dâu trăm họ. Có những khách hàng hài lòng, cũng có những khách hàng không hài lòng. Nhưng tất cả những khách hàng nào thực sự yêu thương là Sinh Nhát sẽ có những góp ý nhỏ ở phần inbox cho shop mọi người ạ. Còn thực sự trong một cái livestream này, khi mà có rất nhiều những bên gọi là đối thủ cạnh tranh, có những cái sự comment không lịch sự mọi người, em xin phép chặn inbox của những người đấy mọi người nhá. Sinh Nhát bán hàng có hệ thống cửa hàng, có nhãn hiệu mọi người ơi. Nên là cái việc mà để mất niềm tin, để mất uy tín là một cái điều không ai hạn chế nhất cái bước có thể xảy ra mọi người nhá. Còn cái việc lỗi lầm với một ngày hàng nghìn đơn hàng là cái việc sơ suất không thể nào tránh khỏi. Nên những khách nào là yêu thương và ủng hộ Sinh Nhát thì vẫn luôn là sự ủng hộ và góp ý để Sinh Nhát ngày một hoàn thiện hơn mọi người ơi. Còn những cái góp ý mà không mang tính chất xây dựng ơi, em xin phép là sẽ chặn mọi người nhá. K7 mẫu này là dưới 70 kg bác Trang Bùi ơi. Mọi người ơi, mọi người không cần chốt mọi người nhá. Điều kiện để chốt đơn hàng là mọi người hãy chia sẻ cái livestream này 3 lần và comment theo đúng cú pháp là mã hàng kèm số điện thoại là mọi người sẽ chốt đơn nhá. Sau mẫu này
này sẽ là một siêu phẩm, thực sự là một siêu phẩm lần đầu tiên mọi người ơi. Mọi người ơi, bởi vì thực ra là mọi người đừng hỏi là đơn hàng của mọi người đã chốt chưa, bởi vì thực ra là cả Linh cả Bác Thu đều đang đứng đây nói chuyện mọi người, bọn em không có thể check được hệ thống ấy, và cả Linh cả Bác Thu đều không biết là đơn hàng của các bác đã chốt chưa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các bác comment ở đây chỉ là một phần thôi, còn cái việc mà các bác có được chốt đơn hay không phụ thuộc vào 3 lần chia sẻ cuối cùng của các bác nhá, sau mỗi lần đặt hàng nha mọi người. Trời ơi, bị ủ tai quá trời. Mọi người ơi, inbox mấy ngày không ai trả lời thì các bác thì xin xác để số hotline ở trên fanpage làm gì đúng không ạ? Để số hotline làm gì ạ? Không phải để cho đẹp đâu các bác. Hỏi không thể trả lời. Mọi người ơi, mọi người hỏi gì ạ? Bởi vì thực ra ở đây có rất là nhiều comment ý, nên là có thể là Linh không take care được. Linh không thể take care được tất cả các comment của các bác, thì mong các bác thông cảm cho Linh nhá. Bởi vì thực ra là ở đây có rất là nhiều comment. Đây, em bỏ đai ra nhá. Đây là mặt đằng đây, cái áo đây có thêm mặt hai mặt nhá. Cho những cái bác nào vừa mới coi này, vừa mới vào coi. Được cái Thảo Phương ơi. Linh sẽ quay lại cho các bác xem nhá. Mọi người ơi, Trần Amber ơi, bạn vui lòng inbox lại cho bên mình nhá. Xin lỗi là trường hợp của bạn mình không thể check in được bây giờ ấy. Bạn có thể vui lòng chụp lại màn hình và inbox cho shop để shop xử lý đơn hàng cho bạn nhá. Áo này phối với shop cũng xinh mọi người nhá. Em nhận hàng người đẹp quá chị ơi, cảm ơn bác Billy Nguyễn nhá. Có chút sai lầm nhỏ thì cho qua đi. Vâng mọi người ơi, tất cả những khách hàng của nhà xí những khách hàng nào đã mua hàng của nhà xí thì đều hiểu mọi người ơi. Những cái giá trị, những cái sản phẩm mà bọn em gửi tới tất cả khách hàng thì đều, nói là đều phần lớn là làm hài lòng khách hàng. Còn một số những cái lỗi nhỏ nhỏ thì với những cái lượng hàng, lượng sản xuất rất là nhiều như này thì sẽ không tránh khỏi sai sót. Bọn em ghi nhận là có sai sót mọi người ơi. Nhưng những khách hàng yêu thương thì luôn có một sự góp ý nhỏ để xí sẽ hoàn thiện dần dần mọi người nhá. Mọi người ơi, mọi người không phải comment ở đây nhiều lần làm gì đâu ạ, để tránh cái trường hợp trùng đơn hàng ý. Mọi người hãy tự chốt đơn cho mọi người bằng cách sau mỗi lần comment là mọi người đi chia sẻ 3 lần ý, thì là mọi người đã tự chốt đơn của mọi người rồi. Còn mọi người không cần phải comment thật là nhiều để cho Linh nhìn thấy làm gì đâu ạ, bởi vì Linh cũng không biết và cũng không thể chốt hàng cho mọi người được. Em cảm ơn tất cả những khách hàng thân yêu của Chat đã ủng hộ Chat ngày hôm nay nhá. Và em biết là cái con đường của nhà các bác đến thân thuộc với Nasdaq đến bây giờ là như nào. Đầu tiên là chỉ mua một sản phẩm thôi đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì chất lượng và mẫu mã quá đẹp mà giá bán thì rất là phải chăng, nhất là ở trên livestream đó. Giá bán tương tác toàn là giá yêu thương thôi, nên là làm sao mà các bác có thể từ bỏ yêu thương Nasdaq được đúng không ạ? Vậy em không bao giờ từ bỏ yêu thương các bác được. Bác Hiền Châu Cô ơi, bác inbox lại cho bên em nhá. Bác Hiền Châu Cô ơi, tất cả những bác nào mà đã được chốt đơn, đã chia sẻ rồi mà chưa được chốt ấy, thì các bác hãy inbox, vui lòng inbox cho bên em mọi người nhá. Tốn tiền vì số. Bây giờ thì Linh sẽ lên một mẫu mới mọi người nhá, một em áo sơ mi min. Nói đến sơ mi min là mọi người đã thấy quen quen rồi đúng không ạ? Em này là một em hot hit của năm ngoái và năm nay sẽ restock lại rồi mọi người nhá. Hàng mới à bác? Ừ. Có rồi. Mọi người ơi, K7 có hai cách mặc, sẽ dừng chốt đơn tại đây với giá tương tác ở trên livestream là 250.000. Tớ phải mua 7 cái mọi người ơi, tớ phải mua 7 cái, tớ phải mua 10 cái, tớ phải mua rất nhiều cái mọi người ơi. Sẽ còn mua nhiều hơn nha bác Nay Harry ơi. Mọi người ơi, mọi người chỉ cần để lại cú pháp là kiểm tra được, hoặc là mọi người inbox ấy, thì hiện tại là bên em chốt đơn bằng hệ thống, nên dữ liệu nó sẽ còn lưu lại mọi người nhá, mọi người không có sợ mọi người ạ. Tất cả dữ liệu bên em sẽ lưu lại với tất cả những khách hàng đã tương tác thì bên em đều có dữ liệu để check lại mọi người ơi. Cảm ơn bác bé Su Su nhá. Không, nó là một ghi xám. Bác Hồng Chúa đã trên livestream qua cửa hàng lấy, nhớ chụp lại màn hình và vui lòng không thử giúp em nhá. Bây giờ sẽ lên một siêu phẩm sơ mi mọi người nhá. Mẫu này em chưa có đăng lên fanpage đâu, đăng lên fanpage là bảo đảm cháy hàng luôn ạ. Bác Một Năm Hoa Hẻo ơi, chắc là bên em đang bị quá tải, các bác sẽ chờ 9 giờ ngày mai như em bắt đầu là làm việc lại rồi mọi người nhá. Vỡ nợ rồi bác ơi. Mọi người ơi, vỡ nợ sẽ đi kèm với là mình sẽ đẹp hơn đúng không ạ? Mình sẽ tự tin hơn. Không có những lúc mà bản thân em khi mà đi mua đồ ấy, không có mua được đồ các bạn. Cái cảm giác mà muốn tiêu tiền mà không được tiêu nó sẽ khó chịu hơn rất là nhiều là mình mất tiền nhưng mình định mua được đồ mọi người ơi. Đúng không ạ? Chỉ giết thôi mọi người ạ, qua lấy không cửa hàng. Đúng rồi mọi người ơi, ship ưu tiên là ship bởi vì là đơn hàng tại cửa hàng gần như là lúc nào cũng trong tình trạng cháy hàng mọi người. Có thấy bác Choang Choang không? Lượng hàng của nhà ship luôn luôn bị quá tải mọi người ạ. Váy dây rút, còn váy rút dây hiện tại đang hết hàng. Bác Bảo Bình ơi, bác có thể inbox lại trên fanpage nhá. Hết rồi à bác, cái vấn đề nó về hôm qua. Bạn Trần Thị Hạnh là bạn lần thứ 3 vào comment như thế này rồi nhá.
bạn Trần Thị Hạnh ơi, mình xin phép được chặn bạn. Bạn là lần thứ 3, mình không biết là bạn có mua hàng bên mình không, nhưng luôn luôn có những comment vô cùng bất lịch sự ở trên cả live stream bán hàng của mình. Buồn nhiều. Mọi người ơi, một siêu phẩm hot hit mọi người ạ. Siêu phẩm. Mọi người, hiện tại thì Chichat đang có hai cơ sở. Một là tại số 20 ngõ 4 phố Hoa Lư, là cơ sở Liên đứng đây. Còn hai là cơ sở 39 ngõ 10 Tôn Thất Tùng nha mọi người. Cảm ơn các bác nha, tất cả những khách hàng luôn bảo vệ Chichat. Mọi người đã nhận hàng sản phẩm và mọi người cảm nhận như thế nào? Mọi người ơi, hãy cho em xin feedback ở đây được không ạ? Tất cả những khách hàng yêu thương, mọi người ơi, mọi người đã mua sản phẩm nhỉ? Rất cảm nhận của mọi người như thế nào thì mọi người hãy comment vào đây giúp em được không ạ? Mẫu này em sẽ lên giá yêu thương mọi người nhá. Ngày hôm nay em này ở cửa hàng là 320.000, nhưng ngày hôm nay K8 Bắc Vũ Thuyền Tuyến chưa cần chốt. Mẫu này em chỉ cần bán với giá là 240.000 mọi người nhá. 240.000 ạ. 240 đấy mọi người ơi. Mã sơ mi siêu đẹp, các bác có thể cài tay bọc là sắn tay lên thì đều nó vẫn ra được form sơ mi rất là đẹp luôn nhá. Có đủ size SML và cân nặng tối đa vừa cho lên mẫu này là 65kg nha mọi người. Mọi người có thể sắn tay hoặc là bỏ tay tùy ý. Nói chung là tùy phong cách của các bác mặc nha. Đây là K8 nha, và giá của nó tại livestream, giá tương tác đến mọi người ạ, là giá 240k nha mọi người ơi. Mặc đồ bạn bè khen làm. Ok, cảm ơn tất cả các bác đã feedback lại về cho Chichat nhá. Mặc mua cái nào mình thích cái đấy. Yêu các bác thích nhở, hàng đẹp chất lắm ạ. Mọi người, mẫu này của Linh là có đủ size SML này, 65kg là cân nặng tối đa vừa mẫu này size L của Linh nhá. Mọi người ơi, những cái mẫu nào mà các bác đặt đơn mà không được chốt tại livestream thì các bác nhớ inbox lại shop nhá, để hỏi về cái vấn đề là tại sao mình không đặt được đơn, có thể là hết hàng hoặc là có thể là comment của các bác bị ẩn bởi vì chưa đủ lượt tương tác ý ạ. Mọi người ơi, nguyên set này gồm áo 240 nhá và quần 250 nha mọi người. Quần là vừa nãy em bảo là mã 7 đấy. Quần 27 á? Em có. Thế thì em lên quần đấy. Từ cái lúc mà mặc áo đen còn. Các bảy em lên là quần. Nhưng mà chắc là không ai đặt đâu. Bởi vì em nói có một lần ấy. Đây nhá, Linh chốt quần là K9 nhá. Bởi vì thực ra là cái mẫu quần vừa nãy là Linh mặc áo trùm hết quần ý, thì nó chỉ hở ra một cái viền đen thôi, nên là Linh cứ lên mã. Nhưng mà bây giờ Linh lên mã mới là K9 nhá mọi người. Ai lấy áo ý ạ, comment là K6. Ai lấy quần comment K7. Ai lấy nguyên set comment K6 cộng K7 cho Linh nhá. Mọi người ơi, cái áo này nó chỉ mặc với những cái quần sơ áo, nếu quần sọc như thế này mới đẹp thôi nhá. Nhưng cái áo sơ mi này nó chỉ mặc với những cái quần sọc như thế này thôi. Nếu như mà các bác mặc quần bó vào một tí là hỏng luôn cả form áo nữa mọi người. Nếu mà mọi người muốn diện cái áo này đẹp được như này thì mọi người hãy sắm cả quần này về nhá mọi người. Xem thì rất nghiện luôn, rất là thích. Nhân viên cửa hàng tận tình. Em cảm ơn tất cả các bác nhá. Trời ơi đấy, hài lòng từ kiểu túi trong ra ngoài đúng không ạ? Yêu thế nhở. Đây là K8 nha mọi người, đây là K8 và giá của nó tại livestream là 240 nhá. Mọi người ơi, mẫu này ạ, mới về hôm nay thôi nhưng mà các bác không chốt nhiều là hết đấy, bởi vì đợt đầu ấy ạ. Thường thường là nhà Chichat chỉ về khoảng 30 cái, 20 cái thôi nha mọi người. Rất là xinh luôn, và đây là màu ghi nhá, còn đây là màu đen này, tất cả nó đều là một cái áo nhá. Ôi đẹp quá. Ôi đẹp quá. Sao giờ? Mã áo là K8 mọi người ơi. À đây cả. Đây là K8 hay là K6? K8 mọi người ơi, đây là K8 nhá. Sorry mọi người nhá. Đây là K8 nha mọi người, quần là K9 nhá. K8 và quần là K9, sorry mọi người. Quần đó có size SML mọi người ơi, cân nặng tối đa vừa cho Linh là 65kg nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K8 kèm số điện thoại. Ai lấy quần comment là K9 kèm số điện thoại đằng sau của Linh đây nhá. Mọi người ạ, cái sơ mi này thì rất là dễ kết hợp. Các bạn có thể kết hợp với cả chân váy xòe này, hay là quần jean hay là quần short như Linh đều được nhá. Mọi người hãy lưu ý nhá, là chân váy này các bác tuyệt đối đừng kết hợp với quần short bó nhá, nó sẽ hỏng mất cả một cái form dáng luôn. Mọi người, đây là K8 nhá mọi người. Sorry một chút bởi vì Linh vừa đọc nhập mãi. Em chào bác Trang Linh nha. Chỗ hôm nay bác lên muộn quá, lỡ mất bao nhiêu siêu phẩm rồi. Lên váy dài đi chế, ưu tiên em mai đi làm. Ok, sau mã này thì Linh sẽ lên váy dài nha mọi người ơi. Có áo khoác không ạ? À, mọi người ơi, sắp tới nhá, sắp tới có một siêu phẩm áo khoác luôn. Em đảm bảo lên like ạ. Thì không làm hàng kịp đủ mà trả bác luôn. Ôi, cái áo ấy nó đẹp dã man ý mà. Thị trường, em bật bí luôn với giá đó các bác. Thị trường bán hơn 1 triệu, 1.2 triệu, 1.3 triệu. Nhưng mà riêng nhà Chichat bán với giá là 550 các bác ạ. Bật mí nhỏ để các bác kiểu săn like ấy, để mua về cái áo đấy. Bởi vì em đảm bảo luôn với các bác là cái áo đấy mà lên like một hôm thì chắc là không phải có hàng bán cả nửa tháng. Ok mọi người, comment nhá.
K8 là áo, còn K9 là quần nhá. Các bác có thể mặc ra cái form sơ mi cả vào cũng được, sơ mi cả vào hoặc là buộc vào cũng được ấy. Nói chung là sơ mi này thì nó rất là dễ mặc. Đó, rất là xinh luôn. Đây là cái mã rất là hot năm ngoái đó mọi người ơi. Và năm nay ạ, năm nay không thể xem tiếp vì đã lấy 5, 6, 7, 8 rồi. Ôi em thương bác. Ôi mọi người ơi, em nghĩ là ấy, xem livestream thì đã tốn tiền rồi mà các bác qua cửa hàng của nhà xe chat nhá. Hàng trăm mẫu ở đây thì không biết là túi tiền của chúng ta cạn như nào đúng không ạ? Nhưng mà các bác ơi, đừng tiếc tiền về cái vấn đề làm đẹp nhá. Các bác biết bởi vì sao không ạ? Các bác hãy luôn luôn nhớ một điều cho Linh nhá, rằng con gái đẹp đi đâu cũng sẽ được yêu ái hơn đúng không ạ? Mọi người hãy, con gái hãy cố gắng làm đẹp nha mọi người ơi. Đừng xuề xòa nhá mọi người. Mọi người sau mã này thì Linh sẽ lên cái váy dài cho bác đi làm nhá. Sẽ lên một cái vừa lịch sự mà vừa trẻ trung cho bác đi làm. Vừa chất nữa. Mọi người ơi, quần áo của nhà xe chắc thì không bao giờ có thể là bỏ qua cái yếu tố chất. Và mọi người ơi, Linh sẽ lên cái một cái đầm. Bác thử bảo Linh lên mấy hôm rồi mà Linh bỏ qua Linh chưa lên. Mẫu cực kỳ xinh luôn, mẫu túi ngực rúm eo. Em này xinh lắm mọi người ơi, em này vô cùng xinh luôn á. Cái phối màu này nó rất là tây luôn mọi người ạ. Mọi người mặc với sock jean cũng rất là xinh luôn. Sock jean thì khoảng tầm một tuần nữa sẽ có hàng ở C-Chat mọi người nhá. Đúng rồi, là con gái thì luôn phải đẹp đúng không mọi người? Cho tiền phải chạy theo mình. K8 là em sale mọi người ơi, 320 còn 240 nhá. Ngày mai mọi người mà xem lại livestream sau 9 giờ là mọi người sẽ phải chốt với giá là 320 nhá mọi người ạ. Mọi người ơi, mày mai làm gì còn hàng mà chốt ạ. K8 đủ size SML, sale còn 240, em chốt cho 5 bác nữa mọi người nhá. Còn 5 bác nữa thôi ạ. Mọi người hãy comment nhanh nha. Mọi người ơi, hãy dành 5 cái áo cuối cùng dành đến với mình nhá. À, chỉ còn 4 bác nữa thôi, bởi vì lát nữa thì sẽ lấy cái này về. Mọi người ơi, hiện tại thì Sĩ Nhất đã tìm được nền chất liệu. À thế, có thấy Nana Dương cái nền chất liệu đen trắng không bị phai màu rồi. Nên là sẽ trong thời gian tới sẽ có rất nhiều những siêu phẩm, cực kỳ nhiều siêu phẩm bom tấn mọi người ạ. Và giá thì cũng bom tấn luôn mọi người nhá. K8 em còn 2 bác nữa mọi người ơi. Có thấy bác Huỳnh Ánh Nguyệt nhá, chỉ cần đúng chia sẻ 3 lần, sau đó đúng cú pháp là mã hàng kèm số điện thoại là được hệ thống chốt đơn mọi người nhá. Vài rút hôm qua đang tặng bác Liên Liên Winner hình như là không còn đủ size ấy. Bác hãy ấy nhá, bác hãy inbox cho shop nhá. K8 em chốt cho 2 bác nữa thôi mọi người nhá. Có thấy Lê Mai ạ? Cho bác Trần Phương Thảo rồi mọi người ơi. Mình chọn mẫu xong rồi thì mình hãy chấm tương tác. Bây giờ em sẽ lên một siêu phẩm mọi người nhá. Một siêu phẩm váy với mức giá chưa từng có luôn. Hôm nay em chỉ chốt 20 bác thôi. Siêu phẩm K10 nhá. Ok, bây giờ sẽ lên váy dài mọi người nhá. Lên váy dài đây ạ. Hết K8 rồi ạ. Hết rồi nha mọi người. Em sẽ lên váy dài mọi người nhá. Mọi người chuẩn bị sẵn cú pháp K10 đi ạ mọi người ơi. Mình chào nhau một xíu nào. Em chào Bình Sơn Quán. Mọi người chấm tương tác đi. Em nhìn thấy em sẽ chào mọi người nhá. Mình có nhắn phía trên rồi. Ok, bác Huỳnh Ánh Nguyệt ạ. Xin chào bác Lê Mai, những khách hàng vô cùng thân thuộc của nhà C-Chat. Xin chào bác Thi Anh nào. Chào chị Hương Lan. Mọi người ơi, về sai số thì ngày mai nhân viên sẽ gọi điện lại tư vấn sai với mọi người nhá. Đúng rồi, chia sẻ trực phát quá ok luôn. Cảm ơn bác Tuyền nhá. Chị Chu make up chị ơi, ok chị nhá. Váy dài bây giờ là một siêu phẩm váy dài mọi người ơi. Mình yêu thương nhau thì mình sẽ chia sẻ cho nhau 3 lần mọi người nhá. Xin chào bác Sô-cô-la Bi, xin chào bác Huế Quyên, xin chào bác Kim Hằng Phạm. Tự hứa không xem nữa, em mua nhiều đồ bên C-Chat rồi. Nana Dương ơi, thế thì mình cứ xem và mình chấm tương tác với nhau cũng được nhá. Còn nếu là thích quá thì vẫn phải đặt thôi đúng không ạ? Mình xem mình không mua, nhưng mà gặp cái ưng quá thì mình chỉ chấm, mình comment là đúng cú pháp thôi mọi người. Còn việc chốt hàng hay không là của shop đúng không ạ? Hôm qua mình chốt 9 cái. Ok, mong anh Phạm nhá. Đôi Linh đang đi là G01 450.000 ạ. Hôm nay bác đi chơi đâu đấy? Mà hôm nay em thấy bác mặc đẹp đấy, còn đi giày nữa. Em được chốt order bên mình thì bao giờ có hàng? Hanachan ơi, khoảng tầm 3 hôm đến 5 hôm nhá. Mọi người ơi, các vấn đề về đơn hàng nếu như mọi người chưa được xử lý thì mọi người vui lòng inbox cho shop hoặc gọi số hotline giúp em nhá. Có thấy bác Minh Ngọc ạ? Có thấy bác Thanh Tuyết ạ? Mọi người ơi, siêu phẩm K10 cả Trang Bùi ơi, trước đây có đồ đen thì mọi người còn thắc mắc là mình mua nhiều đồ đen quá đúng không ạ? Nhưng bây giờ C-Chat toàn về những gam màu bắt trend luôn mọi người ạ. Thế giới có trend màu gì thì C-Chat sẽ có trend màu đó, nên mọi người yên tâm luôn mọi người nhá. Không cần phải đi đâu xa, nhà C-Chat sẽ ủng hộ các chị em từ A đến Z, từ đen đến đỏ đến xanh luôn mọi người nhá.
K10 ngày hôm nay bán với giá là bao nhiêu đây mọi người ơi? Mức giá chưa từng bán luôn, hôm nay em bán bao nhiêu nhỉ? Ngày nào cũng mua chắc nghèo sớm. Ngày nào cũng mua chắc nghèo sớm. Và ngày nào cũng mua thì sẽ luôn đẹp chị em nhá. Đúng không ạ? Nghèo sớm sẽ đi liền với đẹp hơn á. Bây giờ em sẽ chốt K10 này mọi người nhá. Một sản phẩm chưa từng lên tại livestream mọi người ạ. K10 hôm nay em bán với giá bao nhiêu nhỉ? Mọi người ơi, K10 ngày hôm nay em sẽ bán với giá là bao nhiêu? 320.000 nhá. 390 tại cửa hàng, nhưng chuyên livestream này em chỉ bán với giá là 320.000 thôi nhá. Mọi người ơi, trước khi mà đặt mua cái váy này thì mọi người hãy để ý một chút đến cái kiểu dáng thiết kế và những cái điểm nhấn của cái váy nhá. Thứ nhất nha mọi người, có một cái túi ở ngực này. Cái túi ở ngực này, thiếu cái túi đây là cái form váy nó chuyển ra một cái form hoàn toàn khác luôn. Và tiếp theo là những cái đường rúm ở eo nhá. Và tiếp theo nữa là cái vạt lệch ở dưới nha mọi người. Đấy là tất những cái điểm nhấn của cái váy này, nó để nó tạo ra cái form váy gì ạ? Vừa đẹp vừa chất, để cho chúng ta vừa có thể đi làm, vừa có thể đi chơi này, vừa có thể đi giày luôn, thậm chí là đi tất cả những đâu mà chúng ta thích. Thậm chí là với cái đầm thiết kế lịch sự này, các bác còn có thể đi lễ luôn ạ, đi chùa đi lễ luôn nha. Mọi người, Linh sẽ thắt đây ra cho mọi người xem form váy nhá. Đây là K10 và giá của nó là 320 tại livestream nhá. Sale từ 390 còn 320 nha mọi người ơi. Cái đầm này thì quá là tiện dụng luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó đủ đẹp để chúng ta có thể đi chơi ạ. Nó đủ lịch sự để chúng ta có thể đi làm. Và thậm chí là đi cái sự kiện mà chúng ta cần một chút lịch sự đúng không ạ? Như là đi học này rồi nói chung là bla bla, đi đâu loạn lên được. Cái váy thì có thể là bên cạnh các bác bất kỳ môi trường nào là xinh luôn. Mọi người ở tà vạt mọi người lưu ý nhá. Một bên nhá thì được thiết kế đến đầu gối của Linh, đúng chạm đầu gối luôn. Nhưng mà một bên được thiết kế đến giữa bắp chân của Linh lận nhá. Tức là cái độ chênh lệch của nó rất là lớn để nó tạo ra cho các bác một cái cá tính rất là mạnh ạ. Đây nhá, và những cái đường rúm eo này, đằng sau rất là xinh luôn. Đằng sau là nó là cái vạt nuôi tôm nha mọi người ơi. Nó là cái form váy dài đến bắp chân ý ạ. Nên là khi mà các bác mặc cái váy này vào nhá, các bác ơi, các bác đừng hỏi Linh là 1m5 mặc cái váy này có được hay không ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà các bác 1m50 mặc cái váy này vào, Linh đảm bảo là cao như 1m6. Mà 1m6 mặc vào cao như 1m70 luôn nè mọi người. Nghiện si chát. Mất thôi bác Thu ơi. Nghèo với si chát. Nghèo vì chat, đẹp vì si chat. Bác Thao Bình ơi, em đã chia sẻ với các bác rất là nhiều rồi. Mình nghèo hơn nhưng mình sẽ đẹp hơn á. Lên tội gì đúng không? Mình hãy chọn đẹp hơn mọi người nhá. Linh cao 1m6 mọi người ơi. K10 chốt cho 5 bác nữa. Sau đấy thì Linh sẽ qua một siêu phẩm khác. Đấy nha Linh nha. Linh ơi, các bác yêu cầu Linh like sớm hơn à. Mọi người ơi, nếu như mọi người like sớm hơn, mọi người hãy comment cho em là like sớm hơn nhá mọi người. Mọi người, thực ra là bởi vì là khách hàng của chị chat thì quen với cái khung giờ này rồi ấy, bởi vì thực ra là cái khung giờ đấy thì đôi khi là cái khung giờ này thì ngày nào các bác có thể vào xem được, còn những cái khung giờ mà kiểu sớm hơn ví dụ 7-8 giờ ấy thì có những hôm là các bác dắt con cái đi chơi này, hay là có những cái công việc mà mình phải về muộn ấy, hay là tan làm muộn, hay là kiểu công cụ tay inbox cho chị nhá, thì cũng không có cái thời gian để coi livestream của chị chat nữa. Nhưng mà nếu mà các bác có một góp ý gì đấy về giờ giấc thì Linh có thể là Linh sẽ thay đổi cái khung giờ live cho các bác nha. Mọi người ơi, tất cả các vấn đề về cái hỏi về cái kinh nghiệm làm đẹp ấy thì mọi người có thể inbox cho Linh ở Facebook Trương Thùy Linh mọi người nhá. Linh sẽ chia sẻ với mọi người tất tần những cái gì mà Linh đã trải nghiệm rồi. Mọi người ơi, còn bây giờ Linh sẽ lên một siêu phẩm cho thu đông mọi người nhá. Thời tiết đang hơi lạnh rồi đúng không ạ? Mình sẽ lên một chất liệu váy len hàn, em váy hot hay là dài tay. Và mức giá ở trên livestream ngày hôm nay. Yeah, live sớm hơn, ok. Mọi người ơi, và mức giá của em siêu phẩm mà Linh sẽ qua mẫu bây giờ. K11 mọi người chuẩn bị sẵn cú pháp là K11 like sớm hơn, ok mọi người nhá. Like sớm hơn, ok. Mọi người ơi, mọi người cứ có yêu cầu gì thì mọi người like sớm hơn. Đó. Ok, mình sẽ cố gắng để mình sẽ kết thúc ở tầm 11 giờ đúng không mọi người? Là mình đi ngủ là vừa sinh ra đẹp đúng không ạ? Bây giờ sẽ lên K11 để tri ân tất cả những tình yêu nào đã thức đêm cùng si chất ngày hôm nay. Váy thun đổ bé em. Đâu ạ? Đấy, ở trên đây, treo đấy. Mất ngủ mất lồi lên. Mình đỡ phải đeo len. Like sớm một ok các tình yêu nhá. Đúng rồi. Cứ mặc vào đi. Mọi người ơi, lên một siêu phẩm 199k đâu mọi người. Mọi người ơi, ai mà like sớm thì cứ comment cho em cú pháp là like sớm mọi người nhá. Rất nhiều bác đang yêu cầu like sớm hơn vì mọi người sẽ bắt đầu một ngày mới, ngày mai nó sẽ đỡ muộn hơn đúng không ạ? Tàn phai nhan sắc.
Mình chỉ mong một ngày nào đó các em tele sale không gọi thôi. Trung bình mỗi ngày một cái. Đấu giá cho đỡ buồn ngủ. Mọi người có muốn đấu giá không ạ? Nếu như mọi người muốn đấu giá thì mọi người hãy comment là đấu giá đi ạ. Em ngày nào cũng phải thức khuya đến 2 giờ các tình yêu ạ. Ngày nào em cũng trở về nhà lúc 2 giờ tối. Rất nhiều bác đang yêu cầu like sớm. Mọi người ơi, mình đấu giá với nhau một xíu cho em K12 này nhá. Đây mọi người ơi, K12 này. Mọi người ơi, các bác ở miền Bắc của Linh đâu rồi ạ? Hiện tại là đã vào đầu mùa thu đông rồi đúng không? Và cái váy này em nghĩ là rất cần thiết cho các bác này. Với cái thiết kế là chất len hàn nhá, rất là rộng rãi thoải mái. Thì cái phong váy này các bác team mũ của Linh 70kg mới có thể mặc được. Và điều đặc biệt đấy là gì nữa ạ? Nó có thể mặc thành cổ tròn bình thường này, hoặc có thể kéo ra trễ vai nữa mọi người ơi. Nói chung là nhà di sát rất là trọng dụng những cái mẫu mà có thể mặc được nhiều kiểu cho các bác biến tấu nhá, để cái sản phẩm của mình mặc lâu mặc nhiều nó không bị cũ kiểu dáng ấy ạ. Mình ta ngủ tầm 9 giờ mà hôm nào cũng chờ live stream của shop ấy. Ủa hôm nay không live cái là các bạn inbox cho Linh. Linh hôm nay có live không? Linh có live không? Xong rồi hôm nay bảo hôm nay Linh không live ạ. Mà Linh trả lời rất là ok, em sẽ đấu giá em này mọi người ơi. Mọi người ơi, bắt đầu đấu giá mọi người nha. Bắt đầu đấu giá của em này nào. Đoán hoài và chúng ta K12 mọi người ơi, K12 ngày hôm nay gần như là các khách hàng của nhà xin chát mọi người ơi. Mọi người không có quan tâm đến quà tặng mọi người ạ. Xin chát rất ít khi chơi quà. Em chưa phát giá các bác đã mua luôn rồi đúng không ạ? 450 nhưng ngày hôm nay em chỉ bán, em không đấu nữa. Các bác bắt đầu mua luôn đúng không ạ? Mình mua nhanh cho mình đi ngủ là được nhiều. Bây giờ là 11:05 hôm nay rất là sớm. Nhưng mà có rất nhiều bác sau hôm nay làm ngày làm việc vô cùng vất vả là mọi người khá là buồn ngủ rồi đúng không ạ? Em chốt K12 này với giá là 350.000 mọi người nhá. Chất liệu len hàn mọi người ơi, 350.000. Mọi người ơi, cái váy này là 450 và sale 350 tại livestream nha mọi người. Ai lấy mã này nhớ comment theo cú pháp là K12 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Mua đi để ngủ cho ngon ạ. Mọi người đừng để những cái sản phẩm mà kiểu nó cứ bay quanh quẩn trong đầu mình, bởi vì lỡ xem đẹp quá mà lại không nhất định mua, các bác sẽ mất ngủ đấy. Đây là K12 nha mọi người, sale từ 450 nhá. Còn 350 duy nhất tại livestream này nha mọi người. Chưa bao giờ em thấy cái đầm này sale với giá như thế. Bình thường là bác Thu chỉ sale cái đầm này xuống giá là 399k thôi. Nhưng mà hôm nay đặc biệt các bác ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các bác vừa bảo là các bác rất là mệt khi mà đợi livestream muộn đúng không? Nên là hôm nay xin chắc sẽ gửi đến cho các bác một lời cảm thông luôn. Đó chính là cái váy này sale với giá còn 350 duy nhất ngày hôm nay nhá. Nên là mọi người ơi, khi mà xin chắc đã gửi gắm đến cho mọi người một cái gì đấy thì chắc chắn nó sẽ là những cái sản phẩm rất là chất lượng. Nên là các bác đừng bỏ lỡ bất kỳ lời cảm thông cũng như là lời tri ân nào của chat đối với khách hàng nhà mình nhá. Cứ thay liên tục đi bác. Mọi người thực ra là Linh cũng rất là muốn thay liên tục. Nhưng mà bởi vì là hầu như là mọi người đều thấy là bất kỳ là khi Linh qua mẫu nào thì mọi người đều bảo là Linh lên lại cái mẫu vừa rồi Linh qua đi. Mà nên là mỗi một sản phẩm ý ạ, thì Linh luôn luôn đứng cố gắng đứng ở đây lâu nhất để cho các bác có thể xem kỹ cái phong giá sản phẩm cũng như là những cái người vào sau ạ có thể coi được cái sản phẩm mà Linh đang mặc nhá. Tránh cái trường hợp mà kiểu mình bị kiểu vào chậm biết xong rồi mọi người đã qua mã rồi. Cái này free size nha mọi người, chất lên hàng nên co giãn cực nhiều luôn, nên là các bác không phải lo về size nhá. 70kg vẫn vừa em này cho Linh nhá. 70, 71, 72 ký vào đây bon chain cho em cái váy này nhá. Mọi người ơi, giá rất là yêu thương tại livestream này chỉ 350k nha mọi người. Không có size mọi người, free size nhưng mà 70kg đã vừa rồi nha mọi người. Mọi người ơi, mã cuối cùng ngày hôm nay thì Linh sẽ đem một con áo khoác cho các bác nhé. Cực kỳ xinh, mọi người đừng đi đâu cả nhé. Mọi người đừng đi ngủ vội, mọi chuyện chưa dừng lại đây đâu ạ. Bác đây, ok Linh tháo đai ra này rất là xinh luôn. Nó sẽ thành một cái váy đổ bèo nhé. Em có thấy tất cả mọi người, nếu mọi người đừng hỏi Linh những câu hỏi là bác ơi đơn của em đã được chốt chưa, hay là Linh ơi đơn của chị đã chốt chưa. Vì sao ạ? Bởi vì là mọi người là tự chốt đơn cho mọi người. Nếu mọi người tự chốt đơn bằng cách là comment theo cú pháp mã sản phẩm kèm số điện thoại, sau đó đi chia sẻ cái livestream này 3 lần là comment của các bác. Comment đặt hàng của các bác sẽ được hệ thống tự động ghi lại nha mọi người ơi. Sắm cái váy mọi người ơi, Linh sẽ lên cái mã áo khoác. Bây giờ sẽ lên một siêu phẩm áo khoác với mức giá thì chỉ có tại nhà Si Chat, và thiết kế cũng chỉ có tại nhà Si Chat mọi người nhá. Áo khoác này có đủ size SML mọi người nhá. Có
Mọi người ơi, cái này size S của nó thì sẽ không có sọc. Hôm nay mình sẽ chỉ chốt size S nhá. Bởi vì là cái size M và size L nó sẽ có cái sọc ở đây. Mọi người ơi, phong áo siêu đẹp, siêu chất luôn ý. Ui, mấy cái áo sọc mà kiểu cổ dáng vét như này ý. Kiểu các bác mặc với cả kiểu bất kỳ một cái gì nó cũng siêu chất. Chân váy Gucci này, rồi chân váy ở trong này, hay là quần jean này, đi bốt này. Các thứ, ui, chất dã man luôn ý. Các bác ơi, đừng bỏ qua sản phẩm áo khoác này nữa. Và bác Thu Hịnh bán giá bao nhiêu ạ? Mọi người ơi, em áo vét này là em 2 lớp nhá. Bên trong của nó sẽ là lót lụa mọi người nhá. Đó. Ngày hôm nay em bán áo này với giá phải nói là không lợi nhuận mọi người nhá. Em áo khoác này sẽ được bán với giá là 350.000 mọi người ơi. 350.000 nhá. Giá này là giá không lợi nhuận mọi người ơi. Ca của nó sẽ là K14 nha mọi người ơi. Bỏ qua K13 bác xấu. Em phải chốt cho 10 bác thôi. K14 350.000. Em áo vest 2 lớp mọi người nhá. Có size L, có size SML mọi người ơi. Nhưng nó khác một xíu là em này em thiết kế nhờ một xíu là mỗi một cái phần size nó sẽ có một, nói chung là nó sẽ khác nhau một xíu ở phần sọc của tay. Mọi người ơi, K14 mọi người nhá. Đây là K14 có đủ size SML dưới 70kg nhá. Đây là K14 nha mọi người. K14 giá bán duy nhất tại livestream ngày hôm nay là 350 nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh K14 kèm số điện thoại nhá. Mọi người ơi, có đủ size SML nên là kéo khoác này thì Linh nghĩ là 70kg vẫn có thể vừa được size L nha mọi người. Ai lấy mã này comment là K14 kèm số điện thoại nhá. Trời ơi, đã rất là muộn rồi nhưng mà đơn hàng của tôi đang nảy theo từng giây luôn. Mỗi lần lên áo khoác là như kiểu một cú bom tấn hết lực vào livestream. Đây cho mọi người xem chất bên trong nhá. Chất lụa mọi người ạ. Mọi người ơi, mọi người có nhìn được không ạ? Đó. Hoàn toàn bên trong là một lớp lót lụa mọi người nhá. Bên trong là một... Nhưng mọi người lưu ý giúp em này, hiện tại chỉ có size S là phần tay trơn thôi. Còn size M và size L nó sẽ có một đường sọc ở đây mọi người nhá. Nó sẽ có một đường sọc ở hai bên ống tay này. Đây là mọi người lưu ý mã 14 giúp em là những ai đặt mã 14, riêng size S thì nó sẽ là nguyên bản, nhưng size M và size L nó sẽ có một đường, có một đường thể thao sọc chạy dọc ở đây mọi người nhá. Không, nó là sọc, đường sọc thể thao ấy. Rất là xinh luôn. Đây nha mọi người ơi, cực kỳ xinh luôn nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K14 kèm số điện thoại. Còn mọi người có thể chốt size vào ngày mai khi mà bộ phận đây lên sale, gọi điện cho các bác để chốt đơn lại một lần nữa nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K14 kèm số điện thoại nha. Đó, có thể bỏ quy ra rất xinh luôn. Mà kiểu nào cũng xinh mọi người ạ. Mà nhá, cái áo này rất là dễ kết hợp luôn. Các bác mặc với cái gì cũng được, không hề kén kiểu mặc, cũng không hề kén người mặc luôn. Chất của nó rất là mềm ý các bác ạ. Chất của nó là chất, sao đẹp thế nhở? Chất của nó đẹp vô cùng luôn. Nó không kiểu bị cứng form ấy, nhưng mà nó vẫn đảm bảo cho các bác là cổ vest rất là cứng cáp. Để làm gì ạ? Để không bị mất form cổ nhá. Cái cổ của một cái áo vest cũng như là một cái áo sơ mi rất là quan trọng luôn nha mọi người. Và mọi người đừng mua những cái áo mà kiểu cổ này bùng nhùng không rõ đường nét nhá. Mọi người nhớ là nếu mà dồn đơn thì vẫn phải cho Linh số điện thoại nhé. Bởi vì Linh chốt đơn bằng hệ thống ấy, không có chốt đâu, không có chốt thủ công nữa. Nên là nếu mà các bác không có số điện thoại thì sẽ coi như là sai cú pháp đặt hàng nha mọi người ơi. K14 nào mọi người ơi, mặc size S lên đi bạn. Linh đang mặc size S đây mọi người ơi. Linh mặc size S đây và hiện tại Linh có mỗi một cái size ở đây thôi. Bởi vì thực ra là Linh mặc size S ấy, thì không có size M và size L ở đây. Em cảm ơn bác nha. Trời ơi, không phải là không có người nào mà kiểu làm lụa đẹp đâu các bác ạ. Chỉ có lụa đẹp, chỉ có người đẹp tại lụa thôi. Mẫu váy cổ tàu Tây Van hôm qua còn không bác? Hết hàng rồi nha mọi người. Linh đã bảo rồi mà. Trong một cái livestream ấy các bác thấy mẫu nào ưng phải xúc luôn. Bởi vì có thể là ngay sau khi mà Linh qua mẫu là đã hết hàng rồi. Hoặc là hôm sau sẽ hết sạch hàng rồi. Nói chung là sẽ thả nếu như các không lanh tay mọi người ạ. Mọi người ơi, mọi người hãy nhớ nha, nếu mà ở livestream trước ấy, thì cái livestream này mọi người đặt thì sẽ không còn được giá sale giá chiên nữa đâu ạ. Chị ơi live chân váy đi chị. Mọi người ơi, Linh không có live chân váy nữa. Bởi vì thực ra là chân váy thì là cái sản phẩm mà nhà xích sắt không thể sale được. Nên là mọi người nếu mà mọi người muốn mua chân váy thì hãy lên tường gửi ảnh vào inbox nhá. Bởi thực ra là chân váy lên live thì Linh cũng không có sale. Và nếu mà có sale thì cũng không được nhiều cho mọi người ấy. Váy, mẫu váy kẻ sọc. Đây mọi người, đây là áo dạ. Đây là áo dạ nha mọi người. Đây là áo dạ và giá của nó là 350k tại livestream nhá. Mọi người thấy cái áo dạ đẹp như này với giá 350k tại livestream bao giờ chưa ạ? Mọi người ơi, với 350k mọi người chỉ mua được một cái áo dạ rất là xấu, mỏng tang thôi. Bác Quân ơi, em muốn giết bác quá. Đây nhá,
Em cho mọi người xem cái chất ở trong của cái áo dạ này rồi em sẽ cho các bác xem K12 nhìn chất ở trong này. Wow, đẹp mê lui luôn. Các bác sâu từng đường kim mũi chỉ cho em đi. Bây giờ thì Linh sẽ cho các bác xem lại K12 nhá, là một cái váy thiết kế đổ bèo thu đông nhá, dành cho các bác ở miền Bắc. Đây nha mọi người, có phần sỏ tay hot trend của năm 2018 này. Những cái mẫu nào mà nó có dáng chất chất như này thì Linh đều thêm cái họa tiết sỏ tay vào. Nhưng mà mẫu nào mà có voan thì Linh sẽ không thêm cái họa tiết sỏ tay vào nha. Xong gì vì đây mọi người, váy bên trong đi ạ. Thực ra là Linh cũng đang định lên váy bên trong rồi. Em đặt từ live hôm qua không thể ship ý. Mọi người, nếu mà mọi người nhận được điện thoại chốt đơn ý ạ, là đơn hàng của mọi người đã được gửi đi rồi. Còn nếu mà mọi người không nhận được điện thoại chốt đơn thì các bác chưa có đơn hàng nào cả. Cún tay ơi, comment lại giúp mình theo đúng cú pháp là mã hàng kèm số điện thoại nhá. Và sau khi ngày mai nhân viên của mình có thể chốt đơn thì bạn có thể báo lại giúp mình được không ạ? Còn bây giờ thì comment đúng cú pháp của Lan ngày hôm nay là mã hàng ngày hôm nay và số điện thoại giúp mình để mình chốt đơn ngày hôm nay nhá. Và ngày mai khi nhân viên gọi lại thì bạn báo lại giúp mình được không ạ? Cún tay nhá. Hay nói everybody. Mọi người ơi, cuốn tay ơi, bác vẫn đang comment sai cú pháp đấy ạ. Mọi người hãy comment mã sản phẩm và số điện thoại trên cùng một dòng nhá. Mọi người ơi, Linh sẽ không chốt đơn cho ai mà không để lại số điện thoại đâu ạ. Mọi người để lại số điện thoại trên cùng một dòng nhá, bởi vì nếu mà các bác để ra hai dòng thì vẫn không được coi là một đơn hàng đâu mọi người ơi. Em lấy đơn hôm qua, mọi người nếu mà đơn hôm qua, đơn trong live hôm qua thì mọi người hãy inbox cho shop nhá. Đơn hôm qua thì Linh sẽ không giải quyết trong live của hôm nay đâu ạ. Mọi người, váy này là mã 12 này, mã K12 và giá của nó tại livestream là 450 sale còn 350 nhá. Duy nhất cái giá sale để trong ngày hôm nay thôi. Duy nhất ngày hôm nay thôi nha mọi người ơi. Nên là hãy tận dụng cái cơ hội, bởi vì các bác đã thức rất là muộn rồi và những người rất là may mắn mới thấy Linh lên cái sản phẩm này với giá yêu thương thế nhá. Nên là đừng bỏ qua cái cơ hội để sở hữu hàng đẹp giá rẻ của mình nha mọi người ơi. Đừng bỏ qua cơ hội của mình nhé. Mọi người hãy tận dụng cơ hội của mình bằng cái gì ạ? Bằng cách comment ở đây cho Linh K12 cộng số điện thoại cộng 3 lần chia sẻ để tự chốt đơn cho mình nha. Em inbox rồi. Ok mọi người ơi, nếu mà mọi người inbox vào fanpage ấy, thì sáng mai sau 9 giờ sẽ có người chốt đơn nhá. Rất là xinh luôn. Linh rất là thích cái kiểu trễ vai mọi người ạ. Ôi đẹp quá. Mọi người ơi, Linh không có liên quan. Thì em với các bác có thân giáo cách cảm, nhưng mà em với các bác là không có điều đó. Mọi người, bác Thu như quyết định này. Mà khoảng cách rất gần, chúng ta không cần phải làm điều đó. Áo dạ kẻ bạc K14 nhá mọi người. Áo dạ kẻ K14 nhá. Mấy mẫu này dài quá, không thể dài đâu mọi người ơi. Chân em ngắn rồi. Mọi người ơi, bây giờ Linh sẽ lên một siêu phẩm 249 cho mọi người nhá. Set siêu hot nhá. À, cái váy đấy siêu 249 à? Bác vui tính ha. Mọi người em nghĩ là các bác nên thức đến cái giờ muộn như này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì càng cuối livestream ạ, các bác bắt thu sale càng khủng cho mọi người luôn. Bởi vì cuối livestream em cảm thấy như là bắt thu kiểu như là ở cạnh em lâu lên kiểu bị nhiễm ấy. Nên là bác ấy lên giá rất là sốc. Nhiều khi mà còn cầm lại sản phẩm mới hỏi là chị có chắc là chị bán cái giá này không. Ok mọi người sẽ lên một mẫu 249 cho mọi người nhá. Một mẫu váy cũng là một thu đông dài tay này, có phần tay len kết hợp với cả đấy, cái chất ở thân là chất gì ạ? Thô đuôi nè mọi người ơi, siêu đẹp luôn. Linh đang lên một sản phẩm 249 mọi người nhá. Đầm sơ mi một bên cổ tay van đi. Trời ơi, tay van thì bên shop có rất nhiều mẫu mà. Mọi người ơi, chuẩn bị sẵn cú pháp là K15 nhá. K15 là một siêu phẩm 400. Xem trên livestream ngày hôm nay còn 249.000 mọi người ơi. Càng muộn thì mình sẽ càng giảm nhiều đúng không ạ? K12 là 350 bác ơi. Lai dày à mọi người, lai dày à? B
Bây giờ em lên một cái siêu phẩm thu đông mọi người nhá. 249k căng 15 ạ. Mọi người ơi, mọi người đau hết rồi. Em muốn nhìn thấy bàn tay của mọi người nào. Xin chào Liêu Minh Thu, chào bác Nguyễn Nga. Em chào bác Nguyễn Bảo Quý. Nguyễn Bảo Quý. Có áo xỏ tay form rộng không? Bác ơi, áo xỏ tay là áo váy, cái váy vừa rồi là form rộng mà bác. Bây giờ là một siêu phẩm 400 mọi người ơi. Tại cửa hàng như ngày hôm nay trên livestream em bán với mức giá không lợi nhuận mọi người nhá. Em này sẽ là giá không lợi nhuận ạ. 249k mọi người nhá. 249k cho một em quá xinh mọi người ơi. 249k cho một em đầm thiết kế như thế này mọi người ơi. Chốt nhanh 10 bác giúp em nhá. K15 ạ. Mọi người ơi, cái váy này nó dùng hai bên sườn nhá. Cái điểm nhấn của nó là dùng hai bên sườn và phần tay được phối len nhá. Phần tay phối len và chất siêu đẹp là chất lũi lụa nha mọi người ơi. Cái chất này ạ thì mặc mùa đông ạ rất là ấm áp luôn. Và bởi vì sao nữa ạ? Bởi vì cái chất này nó rất là mềm mại và nó là cái chất, cái này thì bác không chắc bác nói là gì nhỉ? Chất lũi. Rất là hot ở bên Hàn à? Đúng rồi, bên không phải hot bên Hàn mà hot người nước ngoài. À, người nước ngoài rất là thích. Và các bác hãy là người nước ngoài nhá. Ngoại quốc rất ưa chuộng một hàng chất liệu này. Đây là mã K15 nha mọi người. K15 siêu từ 400 nhá. Siêu từ 400 còn 249k tại cái livestream này nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh theo cú pháp là K15 kèm số điện thoại nhá. Ok, rất là muộn rồi đúng không ạ? Nhưng mà các bác vẫn hóng từng mẫu một. Linh thấy là mẫu nào ra mẫu mới thì các bác đều nổ comment được hàng rất là nhanh. Cái này mai lên nha các bác. Mai lên giá yêu thương nữa. Cái này là free size nha mọi người. Cái này là free size nhá. Và giá của nó tại livestream là 249. Giá niêm yết tại cửa hàng là 400 nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh theo cú pháp là K15 kèm số điện thoại nha. K15 nha mọi người ơi. Váy này siêu đẹp luôn mọi người ạ. Linh đảm bảo với các bác nhé, một điều là cái chất lượng sản phẩm ở ngoài nó đẹp hơn gấp 10 lần trên livestream luôn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những gì các bác nhìn thấy ở đây đều chỉ qua một cái màn hình điện thoại. Và tất cả những gì em mô phỏng cho các bác coi nó chỉ qua một cái camera thôi nha mọi người ơi. Nên nó không thể nào bằng được tay bắt mắt nhìn. Bởi vì sao? Bởi vì Linh rất là tự tin về cái chất lượng sản phẩm của nhà em. Nên là khi mà các bác nhận hàng ấy, thì cái quyền lợi của khách hàng nhà Sinh Chắc là luôn luôn được kiểm tra hàng trước khi nhận nhá. Nếu như mà các bác thấy như là sản phẩm không đúng những gì Linh nói ở đây thì mọi người có thể không nhận hàng cho Linh nhá. Ưu tiên em chốt con nữa, mai đi ngủ là mai đi làm nào. Mọi người ơi, nhưng mà thực ra là Linh đã không biết lên mẫu gì. Bởi vì đây lên mẫu này thì mọi người vẫn đang chốt. Linh ơi, cửa hàng ở đâu ấy ạ? Cửa hàng hiện tại đang có hai cơ sở. Một là cái cơ sở mà Linh đứng ở đây nha mọi người, là số 20 ngõ 4 phố Hoa Lư nhá. Còn cái cơ sở thứ hai ấy thì nằm ở số 39 ngõ 10 Tôn Thất Tùng. Thực ra là 9 giờ bán hàng nhưng mà các bác có thể qua đây muộn hơn, bởi vì Linh live đến 12 giờ cơ, mà cứ mở như thế này ấy, thì các bác vẫn có thể vào mua đồ được. Có màu trắng không? Không có các bác ơi, những cái mẫu nào có màu trắng thì Linh sẽ lên mẫu nhá. Shop ở số 29 ngõ 10 Tôn Thất Tùng. 39 ngõ 10 Tôn Thất Tùng mọi người ơi. Và đây là số 26 ngõ 4 phố Hoa Lư nhá. Trong một cái ngõ nhỏ thì mọi người sẽ thấy một cái cửa hàng rất to. Em đảm bảo là khi các bác mà đi vào cái ngõ đấy các bác sẽ cảm thấy hoang mang. Nhưng mà khi mà các bác đi vào xong thì các bác sẽ nhìn thấy một cửa hàng Sinh Chắc rất là lớn. Rồi, muốn thế này rồi. Tay chất liệu lên bác ơi. Alo. Em đây. Ừ, em sắp về rồi. Chị đang ở đâu đây? Em đang ở trên phố. Lát nữa em lên quán nữa. Đây em một tí nữa, em đang làm. Shop live khoảng 30 phút nữa thôi bác. Shop live khoảng 15-20 phút, 30 phút nữa. Đây nè mọi người, đây là K15 và giá của nó sale gần như là nửa giá luôn đúng không ạ? Sale từ 400 còn 249 nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K15 kèm số điện thoại nhá. Rất là đẹp luôn. Em cảm ơn tất cả mọi người nhá. Không những là mọi người có những cái feedback tốt về cho Sinh Chắc ấy, mà mọi người có những cái phản hồi của bạn bè rất là tốt về cái chất lượng sản phẩm của nhà Sinh Chắc. Like về sơ mi của tổ tay gen đi ạ. Con đấy là con nào ta? Tay gen đi ạ. Em nhớ là em đâu có lên con gì tay gen đâu ha. Mọi người đây là K15 nhá. Nhưng mà mọi người đang chốt K15 mà. Đây là K15 nhá.
là em sẽ nói lại cho mọi người một chút nhá. Mọi người ơi, một phút cuối cùng để mọi người chốt cao 15 nhá mọi người. Sau khi mà liên qua mã thì em sẽ không lên lại đâu ạ. Mọi người lát nữa Linh sẽ lướt qua giày cho mọi người một chút nhá. Thực ra là bởi vì trên livestream Linh không thích like giày, bởi vì sao ạ? Trên livestream là khi mà Linh đưa những cái sản phẩm của nhà Snapchat với giá yêu thương lên cho mọi người ấy. Nhưng mà riêng giày nhà Snapchat không thể sale được nên là Linh sẽ hạn chế like giày ở trên fanpage hơn. Bây giờ sẽ lên một set siêu hot hit nhá, được phối đen trắng đúng không? Đó là gì ạ? Bây giờ Linh sẽ lên set cuối cùng nhá mọi người. Mọi người thấy đẹp không ạ? Đây, kết hợp giữa màu đen và trắng rất là xinh luôn nhá. Mọi người có đồng ý Linh lên set này thì mọi người hãy chấm nhá. Mọi người hãy chấm tương tác đi ạ. Đây, bỏ đai ra cho mọi người xem này. Bỏ đai ra thì nó là một phong váy suông nhá. Mọi người ơi, cái đai da này của nhà Snapchat rất là tiện ý. Nó có thể biến được tất cả các váy áo từ form suông, form xề thành cái form body nhá. Ok, Linh sẽ lên màu này nha. Trắng hot hit ngày hôm nay sẽ được bán với giá, với mã là K16 mọi người nhá. K16 450 sale còn 299k mọi người nhá. Chuẩn bị sẵn cú mã là K16 đấy ạ. K16 kèm số điện thoại giúp em. Những ai chưa chia sẻ thì đừng quên mọi người nhá. Hãy chia sẻ 3 lần để chốt đơn nhá. Bạn ơi, đồ mình vẫn chưa ship đến nào. Chị Nana ơi, vui lòng inbox cho bên em. Hiện tại để em không check đơn hàng ở thời điểm em đang live stream chị nhá. K16 em sale còn. Chúc mừng bác Thao Trần là người tốn tiền đầu tiên cho em K16 này mọi người nhá. Chúc mừng Nguyễn Hải đã tốn tiền K16. Chúc mừng các bác đã được tốn tiền ạ. Đúng rồi mọi người ơi, bây giờ chúc mừng mọi người đã được tốn tiền đúng không ạ? Ở những phút cuối cùng, những phút đá phù giờ, phút đá bù giờ. Bác là một bình luận viên đúng không ạ? Những phút cuối cùng ở livestream mọi người ơi, cho bác Ngọc Ngọc 20 người thôi mọi người nhá. Ơ nhưng mà em nhớ lên chưa có lên giá mà. Chị lên rồi. 299k các tình yêu ơi. Chúc mừng Phát Trang đã được chốt đơn. Nguyễn Nga ơi, hãy comment đúng cú phát là K16 kèm số điện thoại nhá. Hương Trinh ơi, cảm ơn bạn đã tốn tiền. Bác Hương Diệu Trần ơi, chúc mừng bác một lần nữa, hôm nay tốn rất nhiều tiền. Áo cưới Khanh Ngọc em chốt này, mã là em sao chốt cho mọi người nhá. Chúc mừng các bác đã tốn rất nhiều tiền. Đúng rồi ạ. Xin chúc mừng Hiểu Lam, bạn đã nhận được K16 ạ. Bộ đang mặc là K16 sale trên livestream ngày 450 còn 299. Chúc mừng bác Nguyễn Nga, chúc mừng bác Trang Linh, rất nhiều bác đang tốn tiền với K16 này rồi đúng không ạ? Em K16 này siêu đẹp mọi người ơi. Bác Thu Ngọc này, bác Đặng Trăng Thu, Đặng Trung Thu này, bác Diễm Phương này, bác Huệ Hoàng này. Mỗi một lần mà Snapchat lên mã thì không cần phải nói nhiều, chỉ việc đọc chốt đơn thôi là cũng đủ mỏi miệng rồi đó mọi người ơi. Vũ Hồng Trang em chốt, bác Trang Linh ơi em chốt cho bác rồi nhá. Mọi người ơi nhanh nào. Mọi người ơi, những ai chưa tốn tiền thì hãy tốn tiền nhanh nào. Em chuẩn bị tắt cái live stream này rồi. Xong bán giày cho chị chốt hàng được không? Chị mua năm áo rồi. Chị Khánh Ngọc ơi, một chút một tí nữa Dinh sẽ dơ qua chị nhá. Bác ơi, bác em nghĩ là bác có thể lấy hình ảnh ở trên fanpage ấy, và khi mà mai mà anh chị tên sell để cho bác ấy thì bác có thể nhắc anh chị là chốt luôn và ship luôn cùng với cái đơn hàng. Hãy quên em đi. Sẽ tiện hơn ạ. Mọi người ơi, K16 mọi người nhá. Giày đi em. Các bác mê giày mất ha. Em sẽ chốt cho 5 bác nữa K16 sau thì em sẽ dơ giày cho mọi người nhá. Chị Nhi về rồi ạ. Nhi về lâu nữa. Chị Thánh Linh ơi, em chốt chị rồi, em còn 4 người nữa mọi người nhá. Mọi người ơi, quần thì chắc em phải hẹn vào một buổi live khác rồi. Sẽ chuyên live quần luôn mọi người ơi. Sẽ có một buổi live, em sẽ chỉ live quần và chân váy. Và giá thì vô cùng yêu thương ạ. 62 có vừa chị ơi.
đây là K16 á, em sale còn 299 ạ. Còn 3 bác nữa được chốt mọi người ơi. Áo khoác đi mọi người, áo khoác tại sao em chưa dám like, bởi vì là thực sự là em đang nợ hàng. Em chỉ cần post hình lên thôi là hàng đã hết rồi mọi người ạ, chưa cần lên livestream. K16 giá trên like là 299k mọi người nhá. Bác Thu Thiên này, bác Vi Nguyễn em chốt cho các bác rồi nhá. Em mặc kiểu khác đi. Mọi người ơi, mẫu này thì mình có thể bỏ cái yếm đen ra, sau là mình sẽ mix với đai ra, lại ra một kiểu sơ mi mọi người ơi. 299 mua áo trắng em tặng yếm đen, hoặc mọi người mua yếm đen em tặng áo trắng nhá. Không, mọi người tặng Linh 299k, Linh sẽ tặng lại một người một set quần áo ạ. Mọi người có thể bỏ yếm này mọi người nhá. Đó, sẽ có một em sơ mi trắng mọi người ơi. Bình thường một em sơ mi này cũng phải có giá là 299k rồi đúng không ạ? Nhưng với 350 bác ạ. 350 á? Đồ xinh lắm mọi người, chất liệu thô hàn siêu mềm nhá. Xong chất cho các bác một chút nhá. Mọi người ơi, cái chất thô hàn ấy ạ, em đảm bảo với các bác luôn là cái chất đẹp nhất để làm sơ mi trắng trên thị trường. Nhưng mà các bác không có một chất nào có thể vượt qua cái chất thô hàn này về cái độ đẹp để làm sơ mi trắng cả nhá. Mọi người ơi, bây giờ thì Linh sẽ bắt đầu sang một kiểu mới cho các bác nhá. Đó là Linh sẽ bẻ cổ trễ vai nhá. Cái kiểu này thì nếu mà các bác coi livestream của Linh nhiều thì rất là hay thấy Linh hay áp dụng, bởi vì sao? Cái kiểu này rất là đẹp. Và Linh sẽ đảm bảo là rất là nhiều bác thích giống như Linh. Đây nhá. Và phối với cái đai da nữa mọi người ơi. Rất là xinh luôn các bác. Một cái bộ set, một set bộ có hai sản phẩm mà các bác có thể mặc được ra cả hai phong dáng hoàn toàn khác nhau luôn. Nó không liên quan đến nhau một chút gì luôn các bác ạ. Và mọi người ơi, hãy đừng tiếc 290k để mua hai cái sản phẩm siêu đẹp nhá. Bởi vì sao? Bởi vì ngoài kết hợp được với nhau, nó còn kết hợp được với rất là nhiều thứ nữa nha mọi người ơi. Bác cái cài hộ em rồi. Đây nha mọi người ơi, đây là mã K15 nhá, K15. À K16, khi mà Linh bỏ cái yếm ở ngoài da để mặc mỗi cái sơ mi trắng và kết hợp với đai da nhá. Ai lấy cái mã này thì comment cho Linh với cú pháp là gì ạ? Là K16 kèm số điện thoại nhá. Nguyên set này là 450 đúng không bác? Nguyên set là 450 và giá bán tại livestream là 299k. Và các bác lưu ý một điều rất là quan trọng nhá. Đó chính là những cái set này thì Linh không có bày bán tại hệ thống offline mọi người ơi. Mọi người chỉ có thể mua qua hệ thống online nhá. Mọi người có thể vào inbox để mua với giá 450k hoặc là mua tại livestream với giá 299k đều được ạ. Áo trắng, mọi người ơi, áo trắng 299k nhá. 299k tặng kèm yếm nhá. Váy đầm tini tay ngắn khi nào có hàng lại? Chắc là khoảng 3-4 hôm nữa, em cũng không biết nữa, bởi vì hiện tại là bác Thu đang nợ hàng rất là nhiều. Em không biết là con số nợ bác lên bao nhiêu rồi. Đây ạ. Đâu? Mã 12 là chất len hàn rồi bác. À, em tưởng bác đâu, bác còn bảo là, nhưng mà đây là chất thô hàn, không phải là chất cốt tông ạ. À, chất len hàn nha mọi người, chất len siêu đẹp nhá. Và đây là chúng ta có thể mặc ra cái không, hai phong dáng rất là khác nhau đúng không ạ? Cái này thì rất là đẹp và rất là chất luôn mọi người ơi. Em đảm bảo mọi người nhá, mọi người đi mặc cái này ra đường thì ai cũng bảo mọi người là mua ở đâu. Giày đi la 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 la, giày đi. Bác Thu Thu ơi, bác cho Linh xin số điện thoại nhá. Mọi người đừng quên số điện thoại của em. Mọi người quên số điện thoại của em thì làm sao mà em có thể gọi được cho mọi người? Chẳng lẽ bây giờ em quay này em ấn chuông? Bác ơi cho em số điện thoại xong rồi em về em gọi điện cho mọi người chốt đơn. No. Bây giờ Linh sẽ mọi người chốt, cứ chốt K16 đi ạ. Bây giờ Linh sẽ bỏ máy ra và lướt qua cho mọi người xem giày một chút nhá. Mọi người ơi, Linh sẽ quay từ xa ấy, và mọi người có thể chụp ảnh màn hình và inbox vào xong nhá. Bởi vì ra là ở trên này thì Linh cũng có hôm nay thì có như thế này nhá. Linh không lên mã để lên giày nhá. Linh sẽ lướt qua. Linh sẽ lướt qua để các bác có thể xem cái form giày mà hiện tại Shishat đang bán thôi. Yeah. Đây này, quay tổng thể một chút cho mọi người về cơ sở 2 của Shishat nhá. Đây nha mọi người ơi, đây là con canh nhá. Đây là con canh và tuổi của nó đã rất là cao rồi.
Ờ đây. Nhưng mà chói quá ha. Chói nhỉ. Đây nha mọi người, đây là cơ sở 2 của Sitchat tại số 20 ngõ 4 phố Hoa Lư nha mọi người. Đây nhá, mọi người có thể thấy được toàn bộ khung cảnh này. Ở đây thì có rất là nhiều mẫu quần áo ấy, đây trong này nữa. Có đến hàng trăm mẫu, đây là khi mà các bác qua shop ấy thì cái điều kiện mà được xem nhiều mẫu, cái được thử hàng của các bác nó sẽ cao hơn. Nhưng mà ở shop thì sẽ bán là nguyên giá nha mọi người. Nhưng mọi người không thiệt đi đâu đâu ạ, bởi vì qua đây thì mọi người có thể thử hàng thoải mái, có thể thử cả cửa hàng cũng được luôn. Đây nha mọi người ơi, đây là cửa hàng nhá, mọi người có thể qua mua hệ thống upline tại số 20 ngõ 4 phố Hoa Lư hoặc là số 39 ngõ 10 Tôn Thất Tùng. Nhưng còn bây giờ Linh sẽ lướt qua giày cho các bác một chút này. Đây là sục nhá. Đây. Mẫu kimono hôm qua. Mẫu kimono rút eo đúng không bác? Hết rồi ạ. Sexy mới. Em cảm ơn bác nha. Hôm qua em xuất cao 15 không thể xuất gọi chút hả? Cao 15 hôm qua thì em nghĩ là bị hết hờ mất rồi bác ơi. Với cả cao 15. Cái cao 15 đấy thì có thể là cái trong cái thời gian mà chốt cao 15 ấy ạ, cái lượng đơn bị quá tải ấy, nên là có thể là comment của các bác ẩn rất là nhiều ấy. Các bác inbox lại cho em nhá. Áo vàng còn không ạ? Áo vàng chắc khoảng 2-3 nữa về nhá. Đây các bác ơi, Linh sẽ quay tổng thể nhá. Linh sẽ chỉ giá cho mọi người này. Đây là 480 nhá, còn đây là 380 này. Đây là 550 này, còn đây là 600 này. Còn đây là 490 này. Còn đây là 480 này. Còn đây là 480 này. Còn anh này free nha mọi người ơi. Sợ cho không ai lấy. Bác Thu ơi, bác có thanh lý anh Quân không ạ? Để em thanh lý ạ. Thanh lý luôn. À, mọi người ơi, em thanh lý bác Thu luôn nhá. Đây nha mọi người, đây là 450 nhá, cái đôi xuồng này này. Đôi xuống đội 10 phân bestseller nhà Linh là 450 nha. Cái đôi mà Linh đang đi đây này mọi người ơi. Đó, rất là xinh luôn. Còn em chiến binh đội đế 7 phân kia thì là 490. Còn đây là 480, còn đây là 620 nha mọi người. Đây là 480 nhá. Còn đây là 480 nha mọi người ơi. Mọi người ơi, vậy như là Linh đã lướt qua tất cả các giày dép của shop rồi. Linh sẽ đứng màn hình ở đây một chút để cho mọi người chụp lại màn hình ý. Bởi vì nếu mà mọi người ưng đôi nào thì mọi người hãy khoanh cái vùng đôi đấy lại nhá. Và gửi vào inbox qua shop để chốt hàng nha mọi người ơi. Cho em chốt set này với ạ. Bác Ni Tăng ơi, bác comment cho Linh theo cú pháp là K16 kèm số điện thoại nhá. Đây. Còn đây là một cô bé nhỏ rất là đáng yêu mọi người ạ. Shop ơi ơi Linh ơi. Dạ em đây ạ. Sau này có lên tiếp không shop? Các mộ đã like rồi ý. Có bác ơi, em sẽ lên lại. Cứ khoảng em sẽ lên lại tất cả các sản phẩm theo vòng 1 tháng ấy, kiểu quay vòng ấy. Linh sẽ lên lại tất cả các sản phẩm. Đây nha mọi người, mai thì có lẽ là Linh sẽ lên cho mọi người cái mẫu này này. Cái mẫu rất là hot. Linh sẽ lên cho mọi người mẫu này để mặc mùa thu đông ấy. Hiện tại là đã khá là rét rồi nhưng mà không nhìn thấy mấy nhở. Cầm từng mẫu đi Linh. Mọi người ơi, những cái mẫu mà mọi người yêu cầu ấy thì có thể là Linh sẽ cân nhắc để like vào ngày mai nhá. Còn hôm nay thì có lẽ là Linh phải kết thúc livestream ở đây thôi. Đây bộ đôi 7 phân đây mọi người. Đây là đôi 7 phân nhá. Còn đây là đôi 10 phân. Đây là đôi 7 phân. Còn đây là đôi 10 phân. Nốt đi shop em thấy là khi mà cuối giờ là mọi người rất là tiếc nuối nhá. Không muốn rời xa. Chúng ta không thuộc về nhau. Mọi người ơi, cái áo đấy thì sẽ để dành livestream ngày mai nhá. Mọi người hãy theo dõi livestream ngày mai của Linh. Có thể là Linh mai Linh sẽ live sớm hơn vào khoảng 9 giờ ấy. Thì mọi người hãy theo dõi cái khung giờ đấy nha. Mọi người hãy vào Sitchat từ 9 giờ nhá. Cùng lắm Linh chỉ muộn đến khoảng 10 giờ thôi. Linh không có muộn nhiều quá đâu ạ. Ok, và có lẽ là Linh phải kết thúc livestream ở đây rồi mọi người ơi. Nếu mà mọi người muốn mua giày thì hãy cáp lại ảnh màn hình và gửi vào inbox nhá. Đây. Đây nha mọi người. Còn bây giờ thì Linh chúc mọi người ngủ ngon nhá. Linh chúc mọi người ngủ ngon và có một giấc mơ thật là đẹp. Hãy mơ đến Linh nha. Bye bye mọi người.